Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 106, tình cảnh sợ bóng sợ gió. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh chạy đến phòng cấp cứu thì vừa lúc thấy hai y tá đẩy xe Vân Thanh đi ra, mà Lý Bình cũng tiến lên đón. Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào? Lý Bình dùng giọng lo lắng hỏi. Cô ấy rất may mắn, tay phải gãy, chảy vai, đầu chấn động nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Một vị bác sĩ hơn 30 tuổi nói, đối với tai nạn xe mà chỉ là như vậy thì cũng coi như may mắn. Cảm ơn bác sĩ. Lý Bình khẽ thở ra một hơi. Này, anh làm gì vậy? Một y tá chặt la hoảng, thì ra Hạ Thiên đang chặn xe đẩy và nắm lấy cổ tay Vân Thanh. Khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ y tá thì Lý Bình cuối cùng cũng phát hiện Hạ Thiên đã đến, hắn vội vàng đi tới. Tiểu thư y tá, đây là một người bạn của người bệnh, không có gì ác ý, chị đừng lo lắng. Cô y tá dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, thấy đối phương cũng không có hành động gì quá đáng, lúc này hắn đã buông tay. Hạ Thiên, thế nào, luật sư Vân không sao đấy chứ? Lý Bình nhìn không được phải hỏi, hắn biết rõ y thuật của Hạ Thiên rất cao, vì vậy vừa rồi mới điện thoại cho đối phương. Nhưng hắn cũng không ngờ tình hình của Vân Thanh lại không nghiêm trọng như tưởng tượng. Không có gì, tôi sẽ thi châm cho chị ấy, ngày mai có thể xuất viện. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vết thương nghiêm trọng nhất trên người Vân Thanh là gãy xương, đối với người thường thì gãy xương khá phiền phức, cũng phải bó bột mất 100 ngày. Nhưng băng hỏa linh khí có thể đẩy mạnh tốc độ hồi phục của người khác, vì vậy đối với Hạ Thiên thì vết thương của Vân Thanh chỉ là chuyện nhỏ. Vài phút sau y tá đưa Vân Thanh vào phòng bệnh, vì tình huống của nàng không nghiêm trọng nên chỉ được đưa vào phòng bệnh bình thường. Mà hai y tá cũng không đuổi đám người Hạ Thiên ra khỏi phòng, ngược lại hai cô lại nhanh chóng rời khỏi phòng. Hạ Thiên nhân cơ hội này mà thi châm cho Vân Thanh, còn Lý Bình thì liên tục to nhỏ điện thoại trong phòng. Hơn một phút sau thì Hạ Thiên cuối cùng cũng thi châm xong, mà cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi Hạ Thiên nhìn thấy cảnh sát tỷ tỷ xuất hiện thì lập tức trở nên vui mừng. Cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng đến rồi à? Lúc này Hạ Thiên không hỏi cảnh sát tỷ tỷ có đồng ý làm vợ mình hay không. Vì vậy Lãnh Băng Băng cảm thấy có hơi khó thích ứng, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Tên lưu manh này đổi tính rồi à? Cậu đi ra. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vâng. Hạ Thiên ngoan ngoãn ra ngoài, mà Tôn Hinh Hinh thì ở lại trong phòng bệnh. Lúc này Lãnh Băng Băng bắt đầu thẩm vấn Hạ Thiên. Giữa trưa cậu dùng cơm với Vân Thanh phải không? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, sau đó lập tức mời Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ. Chúng ta cùng dùng cơm tối nhé. Trước tiên nói chuyện chính. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, người này lại tái phát bệnh cũ nữa rồi. Cảnh sát tỷ tỷ, đây là chuyện chính đối với tôi, chúng ta đi dùng cơm, sau đó đi dạo phố, cuối cùng là xem phim, xem hết phim thì chúng ta có thể thuê phòng khách sạn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu câm miệng cho tôi. Lãnh Băng Băng vừa thẹn vừa giận, hận không thể dùng băng keo dán chặt miệng đối phương. Hạ Thiên. Đội trưởng cần phải điều tra xem ai ra tay với luật sư Vân, nếu không điều tra rõ ràng thì sao có thời gian dùng cơm với cậu. Lý Bình vội vàng nói. Hạ Thiên nghe vậy thì khẽ giật mình. Chị Vân Thanh không phải gặp tai nạn xe sao? Lý đại ca, sao anh biết có người muốn giết chị ấy? Chúng tôi đã xác nhận có người dựng ra vụ tai nạn này, vì vậy hoài nghi có người mưu sát Vân Thanh, hơn nữa còn liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San vài ngày trước. Vì vậy tôi mới hỏi cậu, để xem cậu có biết gì không. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Lý Bình cũng nói tiếp. Hạ Thiên, giữa trưa tôi bỏ đi, cậu có phát hiện sự việc gì đặc biệt không? Luật sư Vân có nói chuyện gì với cậu, ví dụ như ai có thể sẽ ra tay? Chị ấy không nói gì với tôi cả. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Khi nào hai người tách ra? Lãnh Băng Băng hỏi. Cơm nước xong chị ấy đưa tôi đến Đại học Giang Hải. Sau đó thì chạy đi ngay. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Nhưng tôi không nhớ thời gian cụ thể, có lẽ đến bây giờ cũng là một giờ rồi. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách Đại học Giang Hải 3 cây số, nói cách khác sau khi hai người tách ra được khoảng vài phút thì chị ấy gặp tai nạn, chẳng lẽ có người cố ý theo dõi Vân Thanh, cố ý đợi đến khi cô ấy đi một mình mới ra tay. Đội trưởng. Có phải có người hy vọng luật sư Vân không tiếp tục truy tìm hung thủ ở phía sau, vì vậy mới ra tay giết cô ấy? Lý Bình cẩn thận nói. Lãnh Băng Băng không trả lời,
Trước đó nàng đã sớm nghĩ tới khả năng này, đáng tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa có chứng cứ gì. Bây giờ ở hiện trường vẫn còn lại một chiếc xe, nhưng đây là một chiếc xe hư hỏng, không có lái xe. Theo lời nhân chứng thì lái xe đội một chiếc mũ bảo hiểm đã ngồi xe máy bỏ chạy, rõ ràng đối phương đã có mưu tính, rất khó truy xét đầu mối. Khi tiếp nhận vụ án Mạc Tử Luân và Lê San thì Lãnh Băng Băng còn cho rằng đây chỉ là một vụ án giết người cướp của thông thường, sở dĩ có người chỉ định nàng phá án vì thân phận người bị hại khá đặc biệt, một phóng viên và một người dẫn chương trình, đều là mục tiêu của công chúng. Nhưng đến bây giờ thì Lãnh Băng Băng thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nghĩ. Lúc này cấp trên có người tạo áp lực yêu cầu Lãnh Băng Băng nhanh chóng kết án, không muốn để nàng tiếp tục điều tra hung thủ ở phía sau, mà bây giờ Vân Thanh điều tra manh mối một mình cũng gặp nạn. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ vụ án có chất giấu một âm mưu lớn, điều này cũng làm Lãnh Băng Băng hạ quyết tâm nhất định phải tra ra manh mối. Hạ Thiên! Giọng nói của Tôn Hinh Hinh từ trong phòng truyền ra. Luật sư Vân đã tỉnh. Nghe Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì người phản ứng đầu tiên là Lãnh Băng Băng. Nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến vào. Mà Lý Bình thì cảm thấy có chút buồn bực, trước đó hắn đã hỏi bác sĩ nói phải vài giờ nữa Vân Thanh mới có thể tỉnh, nhưng bây giờ còn chưa đến nửa giờ đã tỉnh. Hạ Thiên cũng đi vào phòng bệnh, lúc này Vân Thanh đã tỉnh, hơn nữa tinh thần cũng không tệ, tất nhiên đây là công lao của hắn, nếu không thì tỉnh lại cũng chẳng có tinh thần gì. Đội trưởng Lãnh, chị cũng đến rồi sao? Vân Thanh dùng tay trái không bị thương để chống người ngồi lên. Nàng quét mắt nhìn mọi người trong phòng mà vẻ mặt có chút mê man. Nàng chỉ nhớ rõ mình bị tai nạn xe, cũng không ngờ Hạ Thiên lại có mặt ở đây, hơn nữa có một người đẹp trưởng thành ở bên cạnh, nàng căn bản không biết đó là ai. Luật sư Vân, chúng tôi đã xác định tai nạn xe của chị cũng không phải tình huống thông thường, đây là có người cố ý mưu sát, vì vậy chúng tôi cần lấy một phần khẩu cung của chị thấy thế nào? Lãnh Băng Băng có chút khách khí với Vân Thanh. Có thể. Vân Thanh gật đầu. Trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Không sai, đây không phải tai nạn ngẫu nhiên, trước khi xảy ra tai nạn tôi đã nhận một cuộc điện thoại. Vân Thanh nói rõ tình huống khi đó, vẻ mặt Lãnh Băng Băng càng thêm ngưng trọng. Tuy người gọi điện thoại chỉ nói một câu nhưng cũng đủ chứng minh chuyện này quả thật có liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San. Luật sư Vân, có một vấn đề, tôi hy vọng chị trả lời thành thật. Lãnh Băng Băng trầm ngâm suy nghĩ một lát. Cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, bộ dạng rất trịnh trọng. Đội trưởng Lãnh, chị hỏi đi. Vân Thanh gật đầu. Tôi vẫn luôn cảm giác chị có gì đó chưa nói với cảnh sát chúng tôi. Bây giờ tôi muốn biết, có phải chị đang hoài nghi một nhóm người nào đó hay không? Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, nàng có chút chần chừ, sau đó mới mở miệng. Đội trưởng Lãnh, tôi nghĩ muốn nói chuyện riêng với chị. Lý Bình, anh ra ngoài canh cửa, không cho ai vào. Lãnh Băng Băng phân phó Lý Bình, sau đó nàng quay sang Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. Nếu hai người có rảnh thì cứ về trước. Lãnh Băng Băng nói những lời này chứng tỏ muốn đuổi người, nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn nhìn Vân Thanh rồi lại nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi có chuyện liên quan, vì vậy tôi không đi. Lãnh Băng Băng rất muốn bóp chết Hạ Thiên. Anh có chuyện gì? Rất nhiều, chị Vân Thanh yêu cầu tôi hỗ trợ bắt tên hung thủ đứng ở phía sau. Bây giờ có người muốn giết chị ấy, tất nhiên tôi sẽ không đi. Còn nữa, cảnh sát tỉ tỉ, chị còn chưa đồng ý ăn cơm tối với tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hạ tiên sinh, chuyện bắt hung thủ cứ giao cho cảnh sát, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Vân Thanh thản nhiên nói, nàng không biết vì sao Hạ Thiên còn ở đây, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, không có ý muốn dựa vào hắn. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu bây giờ cậu đứng cách xa tôi ra một chút, tôi có thể cùng dùng cơm với cậu. Thật vậy sao? Hạ Thiên chợt mừng rỡ. Cảnh sát tỉ tỉ, như vậy thì quá tốt, tôi về cửa hàng hoa trước. Không thể nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên cực kỳ yêu thích Lãnh Băng Băng, mà chị Vân Thanh chẳng qua chỉ mới quen, nếu so sánh thì lực hấp dẫn vẫn kém Lãnh Băng Băng. Bây giờ Lãnh Băng Băng đồng ý dùng cơm tối với Hạ Thiên, tất nhiên phải gạt chuyện của Vân Thanh ra ngoài. Lý Bình chạy ra ngoài canh cửa mà có chút buồn bực, thì ra Hạ Thiên còn có thể dùng phương pháp kia để mời người đẹp băng giá dùng cơm sao. Người này rõ ràng không phải mời cơm, hắn căn bản ép người ta dùng cơm, trách không được giang hồ thường nói, đẹp trai không bằng trai mặt. Nhưng Lý Bình không thể không thừa nhận biện pháp dày mặt không phải ai cũng áp dụng được, đặc biệt là quấn lấy người đẹp băng giá thì ngoài Hạ Thiên không còn ai có thể làm được.
nếu là người khác thì sợ rằng đã bị Lãnh Băng Băng đánh cho ba má nhận không ra. Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên tương đối khá, hai lần Yêu Yêu hách máy tính và điện thoại cũng lập tức bị hắn quên lãng, trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ đến một vấn đề, tối nay nên đưa cảnh sát tỷ tỷ đến đâu dùng cơm. Chương 107, vay nặng lãi. Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng bệnh mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng gạt tên lưu manh đi chỗ khác. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Vân Thanh, sau đó khẽ nói. Luật sư Vân, bây giờ chỉ có thể nói với tôi được rồi. Đội trưởng Lãnh, tôi phải hỏi chị một vấn đề trước. Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng quyết định một vấn đề trọng đại. Chị có thể bảo chứng gặp phải lực cản gì cũng có thể tra án không? Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo. Lãnh Băng Băng trả lời không chút do dự. Vân Thanh lại trầm mặc. Lãnh Băng Băng không khỏi nhíu mày. Luật sư Vân, chị không cần cố kỵ quá nhiều, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ chị. Vân Thanh lắc đầu. Đội trưởng Lãnh, tôi không phải sợ chết, tôi sợ chính là dù cho chị biết, sợ rằng chị cũng không tìm được chứng cứ gì. Luật sư Vân, nếu chị có manh mối mà không nói ra thì tôi đây tất nhiên sẽ khó thể tìm được thêm chứng cứ. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nếu là vụ án không có manh mối, dù tôi không kết án thì cũng chỉ có thể đặt sang một bên. Tôi cũng không gạt chị, gần đây Giang Hải sinh ra rất nhiều án chết người, đội cảnh sát hình sự chúng tôi cũng rất bề bộn, cũng không thể dồn tất cả tinh lực lên một vụ án riêng biệt. Đội trưởng Lãnh, tôi có thể nói cho chị biết một cái tên. Vân Thanh khẽ nói. Chị có thể điều tra quan hệ giữa người này và Lê San, nếu điều tra được manh mối thì chị hãy tới tìm tôi. Tôi có thể nói cho chị biết những chuyện khác. Vân Thanh dừng lại một chút rồi bổ sung. Đội trưởng Lãnh, bây giờ tôi hy vọng chị không nên ghi chép, tôi chỉ lén cho chị biết mà thôi. Vân Thanh nhìn ra cửa, sau đó khẽ nói ra hai chữ. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng lập tức biến đổi, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Vân Thanh có nhiều cố kỵ như vậy. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh trở lại cửa hàng hoa thì Phương Hiểu Như cũng vừa gài lại máy tính, đã có thể lên mạng. Nhưng bây giờ Phương Hiểu Như cấm tiệt Hạ Thiên lên mạng, nàng cũng không muốn máy tính, đi tong, một lần nữa. Phương Hiểu Như mở web cửa hàng Hoa Hinh Hinh, bây giờ vẫn không có đơn đặt hàng, vì vậy không khỏi lẩm bẩm một câu. Nếu hacker tiếp tục giúp đỡ thì quá tốt. Em thích vào đồn uống nước trà sao? Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Nhưng, chị Hinh, gần đây hình như làm ăn ngày càng kém. Phương Hiểu Như nói. Em không phải đang nghĩ cho chị sao? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chỉ còn nước ăn không khí. Hạ Thiên đón lời. Chị Hinh sẽ không phải ăn không khí, dù không có người mua hoa thì tôi cũng có thể nuôi chị ấy. Phương Hiểu Như đang định mở miệng nói Hạ Thiên không có tiền, đúng lúc này nàng lại nhớ Hạ Thiên vừa mua cho Tôn Hinh Hinh một chiếc nhẫn 60.800, vì thế mà lời nó đến miệng chợt thu hồi. Nhưng lúc này nàng cũng thầm oán hận Hạ Thiên, vừa ăn bám vừa nuôi tình nhân, cầm tiền em này nuôi em kia, đúng là quá vô sỉ. Phương Hiểu Như không tin Hạ Thiên có tiền, nàng nghĩ rằng tiền của Hạ Thiên nhất định được lấy từ Kiều Tiểu Kiều. Nàng chỉ không rõ vì sao Hạ Thiên có thể cưa được Kiều Tiểu Kiều. Chị cũng không cần cậu nuôi. Trong lòng Tôn Hinh Hinh có chút cảm giác ngọt ngào, nhưng biểu hiện lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tất nhiên đây cũng là lời nói thật lòng của nàng không muốn mình là gái để đàn ông phải nuôi, nhưng Hạ Thiên nói sẽ nuôi nàng, tất nhiên nàng sẽ vui sướng. Tuy bây giờ Tôn Hinh Hinh đã có thể đứng trước mặt nhiều người nói mình là bạn gái của Hạ Thiên, nhưng trong lòng nàng vẫn có nhiều do dự. Hạ Thiên đúng là quá mức lăng nhăng, mới không lâu mà người đẹp bên cạnh hắn đã khá nhiều, hơn nữa vừa rồi còn quen biết một người đẹp luật sư, mà vừa rồi nữ cảnh sát băng lạnh cũng đồng ý đi dùng cơm tối với hắn. Trước kia Tôn Hinh Hinh rất tự tin về vẻ đẹp của mình, nhưng sau khi quen biết Hạ Thiên thì nàng bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên quen biết tất cả người đẹp trong thành phố này sao? Nhưng ai cũng xinh đẹp quá mức, thậm chí còn làm cho Tôn Hinh Hinh sinh ra cảm giác khó thể so sánh. Dù là Liễu Vân Mạn hay Lãnh Băng Băng, hay cô luật sư Vân Thanh kia, nếu nói về dung mạo thì cũng không thua kém và thậm chí là hơn Tôn Hinh Hinh. Nếu so sánh về thân phận thì Tôn Hinh Hinh lại kém xa, nàng chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ, gặp bọn họ làm nàng sinh ra cảm giác xấu hổ. Còn Kiều Tiểu Kiều càng là một tồn tại mà Tôn Hinh Hinh phải ngước mắt nhìn. Nhưng tâm tình của nàng lại rất tốt đối với Tiểu Kiều, vì Tiểu Kiều cũng chỉ là vợ bé của Hạ Thiên mà thôi. Trước khi quen Hạ Thiên thì Tôn Hinh Hinh không cho rằng mình sẽ làm phòng nhì của bất kỳ người nào, nếu nàng tình nguyện thì đến bây giờ sẽ không phải là một bà chủ cửa hàng hoa không xe, không nhà, không có tiền.
Nhưng Kiều Tiểu Kiều đã làm nàng sinh ra một ý nghĩa hoang đường, nếu Tiểu Kiều có thể làm vợ bé cho Hạ Thiên, như vậy sao mình không làm được? Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là em trai Tôn Thiên Vũ, Tôn Hinh Hinh tranh thủ nhấn nút nghe, nàng mở miệng đã hỏi. Tiểu Vũ, có chuyện gì cần tìm chị sao? Chị. Tôn Thiên Vũ ở đầu dây bên kia có chút ấp úng, giống như không biết mở miệng thế nào cho phải. Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ nói thẳng, chị là chị của em có gì phải sợ? Tôn Hinh Hinh có chút mất hứng. Chị, thật ra em không phải tìm chị. Tôn Thiên Vũ cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. Chị biết số điện thoại của anh rể không? Anh rể. Tôn Hinh Hinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại hiểu ra. Em muốn tìm Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chị, em tìm anh rể có chuyện, em không biết số điện thoại của anh ấy. Tôn Thiên Vũ nói. Tôn Hinh Hinh không khỏi nhíu mày. Tiểu Vũ, có phải em đã tạo ra phiền phức rồi không? Tôn Thiên Vũ cũng không giấu giếm. Chị, thật ra không phải em, là Tiểu Nhã gây ra phiền toái. Hai em đang ở đâu? Tôn Hinh Hinh không khỏi nhíu mày, thật ra nàng cũng không thích Điền Hiểu Nhã, nhưng em nàng yêu đối phương, nàng cũng không còn gì để nói. Dù trước kia Điền Hiểu Nhã làm tình nhân cho người ta cũng không sao, chỉ cần sau này đối đãi tốt với Tôn Thiên Vũ, như vậy Tôn Hinh Hinh sẽ không nói gì. Gái điếm còn có thể hoàn lương, là vợ bé của người sao không thể. Cũng vì ý nghĩ này mà khi Tôn Hinh Hinh biết Điền Hiểu Nhã chọc phải phiền toái, nếu nàng có biện pháp giải quyết thì chắc chắn sẽ trợ giúp. Chị, nếu anh rể có ở đó thì cho em gặp một chút. Tôn Thiên Vũ lập tức nói. Cậu ấy ở bên cạnh chị, mọi người cũng đúng lúc rảnh rồi, bây giờ sẽ qua ngay, cậu nói địa chỉ đi. Tôn Hinh Hinh dùng giọng không vui nói. Vậy thì quá tốt, chúng em đang ở nhà số 8 đường số 16 khu Thiên Mã Thành. Tôn Thiên Vũ dùng giọng vui sướng nói. Mọi người sẽ đến ngay. Tôn Hinh Hinh nói xong thì cúp điện thoại, nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu Vũ lại có phiền toái, chúng ta đi qua xem thế nào. Được. Hạ Thiên lập tức đáp ứng. Cửa hàng hoa lại giao cho Phương Hiểu Như quản lý, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh nhanh chóng ra khỏi Đại học Giang Hải, sau đó bắt một chiếc taxi chạy về phía Thiên Mã Thành. Thiên Mã Thành chính là một khu dân cư xa hoa, mà nơi đó cũng chính là khu bất động sản của Mã Hùng Binh. Trước đó Mã Hùng Binh đã bỏ ra khá nhiều vốn cho Điền Hiểu Nhã, không những mua xe còn cho một căn nhà. Xe là Audi A6, nhà là biệt thự, giá trị vài triệu đồng, mỗi tháng hắn còn cho Điền Hiểu Nhã 50-100 ngàn tiền tiêu vặt. Chỉ cần xem xét điểm này cũng thấy Mã Hùng Binh khá thiên vị cho Điền Hiểu Nhã. Tuy những tình nhân kia của hắn cũng có nhà có xe nhưng phần lớn đều nằm dưới danh nghĩa của hắn, nếu đám phụ nữ kia dám rời khỏi hắn thì sẽ chẳng được gì. Sau khi Điền Hiểu Nhã rời khỏi Mã Hùng Binh chẳng những có xe có phòng mà Mã Hùng Binh còn trả lại cho 1 triệu để nàng tìm hiểu lại lịch của Hạ Thiên, cộng thêm tất cả số tiền mà trước đó hắn cho nàng tiêu vặt, rõ ràng cũng là 2 triệu đồng, bây giờ Điền Hiểu Nhã cũng là một bà nhà giàu. Mà bây giờ Tôn Thiên Vũ đến đây ở chung với Điền Hiểu Nhã một cách quang minh chính đại, nhưng mới được vài ngày tốt lành thì phiền phức đã kéo đến. Nói đến phiền toái bây giờ thì không thể không nhắc đến nguyên nhân năm xưa Mã Hùng Binh bao nuôi Điền Hiểu Nhã. 2 năm trước Điền Hiểu Nhã còn chưa kịp tốt nghiệp Đại học Giang Hải thì cha bệnh nặng cần mổ, nàng cắn răng vay nặng lãi, cuối cùng cha chưa chữa tốt mà nợ đã ngập đầu và không còn khả năng thanh toán. Lúc này chủ nợ cũng đến yêu cầu nàng vào hộp đêm bán mình làm tiểu thư để trả nợ, trong lúc cùng đường thì Mã Hùng Binh ra tay giúp nàng giải quyết sự việc, mà cái giá của vấn đề là phải trở thành tình nhân cho Mã Hùng Binh. Vấn đề Điền Hiểu Nhã vay nặng lãi tưởng rằng đã hoàn toàn giải quyết, nhưng hôm nay nàng mới biết sự việc không phải là như thế. Bây giờ giấy vay nợ vẫn còn chưa hủy, còn nằm trên tay chủ nợ. Hôm trước chủ nợ đến đòi tiền, cho nàng 3 ngày, mà năm xưa vay 200 vạn, bây giờ đã là một con số kinh người. Rõ ràng 200 vạn tiền vay nặng lãi sẽ liên tục tăng lên theo cấp số nhân. Đừng nói là 2 năm, dù là 2 tháng cũng cực kỳ đáng sợ, dù bây giờ Điền Hiểu Nhã bán nhà bán xe cũng không thể trả nợ. Điền Hiểu Nhã cũng ý thức được mình rơi vào tròng của Mã Hùng Binh. Khi rơi vào đường cùng thì nàng chỉ biết yêu cầu Tôn Thiên Vũ xin sự trợ giúp từ Hạ Thiên. Tiểu tử Mã Hùng Binh kia muốn chết sao? Hạ Thiên không vui vẻ gì. Bây giờ tôi sẽ đi bắt hắn. Hạ Thiên, đừng xúc động, giết người sẽ rất phiền phức. Tôn Hinh Hinh lại càng hoảng sợ, nàng vội vàng khuyên can. Anh rể,
thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần thu phục đám cho vay nặng lãi là được. Tôn Thiên Vũ ở bên cạnh nói. Đám cho vay nặng lãi phần lớn là giang hồ, nắm đấm ai cứng thì kẻ đó là đại ca, anh rể chỉ cần nói chuyện với đám người này, bọn họ sẽ không tiếp tục đến gây chuyện. Được rồi, vậy thì nói chuyện với bọn cho vay nặng lãi. Hạ Thiên cũng không còn khăng khăng xử lý Mã Hùng Binh, nhưng nếu để hắn gặp được tên khốn này thì chắc chắn phải dạy bảo một trận. Chương 108, bà Thiến mày. Đại lý xe Phi Long ở vùng giáp danh nội thành Giang Hải, nơi đây khá vắng nhưng lại nổi tiếng trong giới chơi xe Giang Hải. Đại lý này không những bán xe, cũng sửa xe, nhưng nơi này nổi tiếng độ xe. Mạch Phi Long chính là ông chủ đại lý xe Phi Long, trình độ, độ xe của hắn được xếp vào bậc nhất thành phố Giang Hải. Đám đua xe ở Giang Hải đều được Mạch Phi Long độ xe mà cảm thấy tự hào, nhưng nếu muốn để Mạch Phi Long tự mình độ xe thì không phải dễ dàng. Vì đối với Mạch Phi Long thì sở thích của hắn là độ xe, nhưng đây cũng không phải chủ nghiệp, hắn chỉ thích độ xe mà thôi. Mà rất nhiều người biết Mạch Phi Long là ông chủ nghiệp đoàn cho vay nặng lãi, hắn chính là chủ nợ cho vay nặng lãi lớn nhất thành phố Giang Hải. Hơn 3 giờ chiều, Điền Hiểu Nhã chạy chiếc xe Audi A6 của nàng vào đại lý xe Phi Long. Đồng hành cùng nàng ngoài Tôn Thiên Vũ thì còn có Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Trước đó Điền Hiểu Nhã đã đến đây vay tiền, vì vậy nàng biết có muốn tiếp tục trả nợ hay không phải nói với Mạch Phi Long một câu, nếu tên này gật đầu thì chẳng còn gì để truy cứu, nếu hắn không đồng ý thì cực kỳ phiền phức. Người đẹp, sửa xe hay độ xe? Khi nhìn thấy Điền Hiểu Nhã thì có một tên thanh niên huýt sáo đi tới. Tôn Hinh Hinh xuống xe thì lập tức có 7-8 ánh mắt quét tới, có tên còn nuốt nước miếng vang dội. Đám này thấy một người đẹp ngon lành như Tôn Hinh Hinh thì tất nhiên sẽ dục dịch. Tôi tìm Long ca. Điền Hiểu Nhã mở miệng. Tên thanh niên quét mắt nhìn Điền Hiểu Nhã. Người đẹp, em cũng không phải muốn là gặp được Long ca. Tôi tới trả tiền. Điền Hiểu Nhã đã sớm quen với những ánh mắt thế này, nàng có vẻ rất tự nhiên, nếu so sánh về phương diện này thì nàng mạnh hơn Tôn Hinh Hinh. Lúc này Tôn Hinh Hinh đang nhíu mày, có chút mất tự nhiên. Trả tiền sao? Tên thanh niên cười hì hì nói. Người đẹp, mỗi ngày có rất nhiều người đến trả tiền, cũng không phải ai cũng được gặp Long ca. Em phải biết là Long ca rất bận rộn. Tao cũng rất bận. Hạ Thiên khó chịu. Mau gọi thằng Mạch Phi Long lăn ra đây cho tao, nếu không tao đập nát chỗ này ra bây giờ. Hạ Thiên vừa nói ra khỏi miệng thì có 7-8 tên mắng chửi. Thằng kia, mày nói gì vậy? Địch, tên của Long ca mà mày cũng dám gọi như vậy sao? Thằng khốn, chán sống rồi hả mày? Anh em, xử lý nó đi, sau đó xách vào cho Long ca. Khoảnh khắc sau đám người đã vây quanh Hạ Thiên, tất nhiên trên tay kẻ nào cũng có cờ lê lớn dùng để sửa xe ô tô, người bình thường nếu bị gõ vào thì không chết cũng trọng thương. Mọi người cứ từ từ, chúng tôi thật sự đến trả tiền. Vẻ mặt Điền Hiểu Nhã chợt tái nhợt, tuy nàng biết rõ Hạ Thiên lợi hại nhưng tình cảnh này cũng làm nàng sợ hãi. Thằng nhóc! Bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tha thứ, thuận tiện đưa con bé này lên giường hầu Long ca, như vậy chúng tao sẽ tha cho mày một mạng. Tên thanh niên lúc đầu dùng ánh mắt dâm dục nhìn chằm chằm vào ngực Tôn Hinh Hinh, bộ dạng giống như hận không thể phóng đến dùng tay xoa bóp. Bây giờ mày quỳ xuống xin tao tha thứ, đồng thời dâng vợ mày lên cho tao, như vậy tao cũng tha cho mày. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn cũng ra tay, tay phải phóng về phái tên thanh niên nhanh như chớp. Đúng vào vị trí cần cổ. Hạ Thiên khẽ dùng sức, tên này lập tức bị đánh văng ra ngoài, sau đó đạp người lên một chiếc xe, kính xe vỡ nát, tên này cũng lập tức hôn mê. Rầm, rầm, rầm. Những âm thanh khủng bố vang lên, Hạ Thiên ra tay rất đúng cách, đám người còn lại ai cũng được bay nhảy trên không, tên nào cũng được đập mình lên xe, chỉ trong nháy mắt đã có 8 chiếc xe bị móp méo mà 8 tên kia cũng hôn mê bất tỉnh. Chất lượng của những chiếc xe kia cũng không tốt lắm. Bị người đụng vào mà đã móp méo như vậy rồi sao? Hạ Thiên lầm bầm nói. Á! Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, một giọng nói tức giận cũng truyền đến. Thằng nào đập xe của bà? Một nam một nữ xuất hiện trong mắt Hạ Thiên, nam khoảng 40, thân hình cao lớn cường tráng, nữ tuổi khá nhỏ, khoảng 17-18, tóc màu tím ngắt. Người này gương mặt trái xoan xinh đẹp, lúc này nàng đang cực kỳ tức giận, nhưng cách ăn mặc trên người cũng rất mê người. Trên người là một chiếc áo đen khá ngắn, áo vừa đủ bao trọn bộ ngực hùng vĩ, vòng eo mảnh khảnh lộ ra ngoài không khí, mà bên dưới cũng là một chiếc quần da màu đen, phối hợp với tất chân đen và giày cao gót càng làm tăng thêm sức quyến rũ của cặp đùi thon dài.
Thiếu nữ tóc tím nổi giận đùng đùng lao về phía đám người Hạ Thiên, nàng tức giận chất vấn. Chúng mày đập xe của bà sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt tò mò nhìn cô gái. Tóc em màu tím trời sinh sao? Cũng khó trách Hạ Thiên hiếu kỳ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người tóc tím. Im mồm! Cô gái tóc tím hét lớn. Nói mau, ai đập xe của bà? Đó là xe của em sao? Hạ Thiên hỏi. Là chiếc này. Cô gái tóc tím chỉ vào một chiếc Ferrari màu đỏ cách đó không xa. Là nó đập. Hạ Thiên chỉ vào một tên thanh niên xui xẻo đang ngất xỉu trên mặt đất, hắn nói với vẻ mặt vô tội. Anh chỉ đánh hắn văng ra, sau đó hắn nện vào xe của em. Thì ra là mày, thằng khốn, mày dám đập xe của bà sao? Cô gái tóc tím thét lên một tiếng, hai bàn tay trắng nõn chộp về phía Hạ Thiên, nàng còn chưa nói gì mà trực tiếp ra tay. Quá nhanh! Từ khi xuống núi đến bây giờ Hạ Thiên đã đánh nhau mười mấy lần, nhưng lần đầu tiên thấy có người ra tay nhanh như cô gái tóc tím này. Những ngày qua hắn luôn than thở vì không tìm được đối thủ thật sự lợi hại, vì vậy hắn cho rằng trong thành phố căn bản không có người võ công cao cường, hắn chỉ cần dùng một phần sức cũng đủ quét ngang giang hải. Nhưng bây giờ hắn mới biết trong thành phố này thật sự có cao thủ tồn tại, mà thiếu nữ trước mắt tuyệt đối coi là cao thủ, chỉ cần nhìn tốc độ ra quyền cũng vượt qua hai chữ cao thủ. Hạ Thiên lần đầu tiên gặp được cao thủ thật sự, tất nhiên hắn sẽ rất hứng thú, vì vậy hắn cũng không đánh trả mà chỉ né tránh. Thiếu nữ cũng không buông tha, nàng đấm ra quyền thứ hai, thứ ba. Trong 10 giây ngắn ngủi mà cô gái tóc tím đã đánh ra hơn 10 đấm, tốc độ rất nhanh làm người ta phải sợ hãi. Nhưng Hạ Thiên vẫn có chút tiếc hận, người này vẫn chưa thật sự lợi hại, vẫn không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu đã như vậy thì thôi, Hạ Thiên quyết định không muốn lãng phí thời gian. Khi nắm đấm của cô gái đến gần, thân thể hắn lóe lên phóng ra sau lưng nàng, sau đó hắn ôm eo, tay kia khóa hai tay nàng, điều này làm cho cô gái không thể nhúc nhích. Á, thằng khốn, mau bỏ bà ra, mày dám sàm sỡ với bà cắt rái mày. Cô gái tóc tím vừa giãy giụa vừa dùng giọng tức giận mắng. Nói lời thô tục thì không phải bé ngoan. Hạ Thiên lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc màu tím của cô gái rồi lầu bầu. Mái tóc này có phải trời sinh không nhỉ? Mình phải nghiên cứu mới được. Bà thích nói tục, mày làm mẹ gì được bà? Cô gái tóc tím lập tức tung một cước ra phía sau nhưng ngay sau đó cảm thấy hai chân mình bị siết chặt. Hạ Thiên dùng chân kẹp lấy hai chân của nàng, vì vậy mà cặp mông to tròn ép lên người Hạ Thiên. Cô gái tóc tím liều mạng vùng vẫy, vì vậy mà cặp mông căng vô tình ma sát lên một bộ vị mẫn cảm của Hạ Thiên, trong lúc vô tình địa phương đó cũng cứng lên như sắt để chống đỡ cặp mông của cô gái. Á! Cô gái tóc tím lập tức cảm nhận được có một cây gậy giặt dọc theo khe mông, nàng nổi giận nói. Thằng khốn, bà phải thiến mày. Này, em nói cho anh biết, mái tóc em có phải trời sinh màu tím không, nói anh sẽ thả. Hạ Thiên vẫn rất hứng thú với mái tóc của cô gái. Sao mày ngu thế, không biết nhuộm tóc sao? Cô gái tóc tím tức giận mắng. Hạ Thiên lập tức thất vọng. Thì ra là nhuộm. Hạ Thiên khẽ buông tay. Hắn đẩy cô gái về phía trước, bộ dạng có chút tiếc nuối. Tuy em rất đẹp, võ công không tồi nhưng đáng tiếc là quá tục tĩu, thần tiên tỷ tỷ sẽ không thích em, vì vậy anh không muốn lấy em làm vợ. Thằng khốn, bà thiến mày. Cô gái tóc tím vừa lấy lại tự do thì phóng về phía Hạ Thiên, trên tay nàng đã xuất hiện một con dao nhỏ. Lúc này cô gái cầm đao, mục tiêu của nàng chính là hạ bộ của Hạ Thiên, rõ ràng nàng muốn thiến Hạ Thiên. Này, nha đầu! Em làm như vậy là không được, anh không muốn lấy em làm vợ, sao em lại bắt anh làm thái giám? Hạ Thiên khẽ né qua, hắn dùng giọng bất mãn nói. Cô gái tóc tím không nói lời nào, nàng tiếp tục đâm đao về phía hạ bộ Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên không tránh, hắn chộp vào cổ tay cô gái, sau đó mỉm cười và khẽ dùng sức, thuận tiện cướp luôn con dao trên tay nàng. Cô gái tóc tím bị cướp vương kiệt nhưng vẫn không bỏ qua, chân dài chợt phung lên. Giày cao gót nhắm về phía hạ bộ của Hạ Thiên, bộ dạng giống như không biết Hạ Thiên thành thái giám là không được. Đại sư phụ nói không sai, có phụ nữ không đánh không được. Hạ Thiên lầm bầm một câu, hắn chụp lấy chân phải của cô gái, sau đó khẽ dùng sức hất lên, cô gái ngã lăn xuống đất. Á! Cô gái tóc tím khẽ rên một tiếng, ngay sau đó nàng lại bật lên phóng về phía Hạ Thiên. Đợi chút! Một âm thanh hùng hậu vang lên. Người mở miệng chính là người đàn ông trung niên, khi người này mở miệng thì cô gái cũng ngừng động tác. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến bên cạnh cô gái, hắn hạ giọng nói.
Sở tiểu thư, cô không phải là đối thủ của hắn, không cần phải tiếp tục chịu thiệt. Thằng khốn, bà không để yên cho mày đâu. Cô gái tóc tím dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Một ngày nào đó bà sẽ thiến mày. Cô gái tóc tím nói xong thì thở phì phò đi đến chiếc Ferrari, tuy xe bị người đập lên nhưng vẫn không sao, vẫn có thể chạy được. Ngay sau đó cô gái khởi động xe, khoảnh khắc sau xe đã gào thét chạy khỏi đại lý xe Phi Long. Chương 109, tiền giấy xuyên tường. Cô gái tóc tím vừa rời khỏi đại lý xe Phi Long thì có một đám người phóng ra rồi nhanh chóng bao quanh người đàn ông trung niên, tất cả dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên nhưng lại không lên tiếng, giống như đang chờ người đàn ông trung niên ra lệnh. Hoa tử, cậu mang theo hai người đưa nhóm kia đến bệnh viện. Người đàn ông trung niên phất tay nói. Vâng, Long ca. Một người lên tiếng, sau đó hắn gọi đến hai người nhanh chóng đưa đám người đang hôn mê lên vài chiếc xe, cuối cùng xe phóng đi. Tôi là Mạch Phi Long. Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Thiên. Thân thủ của người anh em rất tốt, không biết xưng hô thế nào. À, ông là thằng cha cho vay nặng lãi sao? Hạ Thiên bĩu môi. Bộ dạng cũng tốt nhưng là loại không ra gì. Tiểu tử, nói chuyện phải khách khí một chút. Một tên thủ hạ của Mạch Phi Long chợt quát lớn, nhưng khi vừa dứt lời thì cả người đã bay lên, một tiếng động lớn vang lên, tên này lại đập người lên một chiếc xe. Vẻ mặt Mạch Phi Long chợt biến đổi. Tiểu huynh đệ, cậu có thấy ra tay quá mạnh không? Như vậy là nhẹ rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi có chút hối hận là hôm nay ra tay hơi nhẹ, nên ra tay nặng một chút. Nên xử lý luôn Mã Hùng Binh, như vậy hôm nay tôi sẽ không phải mất thời gian đến đây tìm ông. Mã Hùng Binh sao? Mạch Phi Long khẽ nhíu mày. Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm cái gì? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Phiếu nợ vay nặng lãi của Điền Hiểu Nhã chẳng lẽ không phải Mã Hùng Binh đưa cho ông sao? Đúng rồi, tổn thất hôm nay cứ đến đòi Mã Hùng Binh, vì đây là phiền toái do hắn gây ra. Điền Hiểu Nhã sao? Ánh mắt Mạch Phi Long rơi lên người Điền Hiểu Nhã, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra là chuyện này. Thực tế thì Điền Hiểu Nhã vay nặng lãi nhưng cũng không phải hắn cho đối phương vay, vì vậy tuy hắn đã gặp mặt cô nàng này nhưng ấn tượng không sâu, nếu Hạ Thiên không nhắc thì hắn cũng không nghĩ ra. Long ca, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên, tôi tình nguyện trả 200.000 tiền vốn nhưng phần tiền lời thì Long ca phải thông cảm. Điền Hiểu Nhã mở miệng nói. Nàng không muốn tạo nên tình cảnh quá căng thẳng với Mạch Phi Long. Nàng không có hậu trường, dù Hạ Thiên có lợi hại cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng. Điền tiểu thư, bây giờ tiền là chuyện nhỏ, nhưng xe của tôi đã bị người của cô làm cho móp méo, dù sao cô cũng phải cho tôi chút công đạo chứ. Mạch Phi Long trầm giọng nói. Vâng, Long ca, anh muốn thế nào? Điền Hiểu Nhã hỏi. Điền tiểu thư, cô cảm thấy nên làm thế nào? Mạch Phi Long hỏi một câu. Sao ông nói nhảm nhiều vậy? Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Bây giờ ông đưa phiếu nợ ra, tổn thất của ông thì tự đi tìm Mã Hùng Binh, ông nói cho hắn biết Hạ Thiên tôi làm, nếu hắn không bồi thường thì đến tối tôi sẽ đến thăm hỏi hắn. Tiểu huynh đệ, cậu không biết là giọng điệu của mình quá lớn lối sao? Mạch Phi Long khẽ nhíu mày, rõ ràng hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên Hạ Thiên, điều này cũng bình thường. Tuy bây giờ Giang Hải không ít người biết Hạ Thiên nhưng cũng có rất nhiều người không biết. Ai là huynh đệ của ông? Hạ Thiên hừ một tiếng. Giờ ông có đưa phiếu nợ ra không? Chỉ cần Điền tiểu thư có thể trả tiền, tất nhiên tôi sẽ đưa phiếu nợ cho cô ấy. Mạch Phi Long trầm mặt, đã nhiều năm hắn cho vay nặng lãi mà chưa từng bị ai uy hiếp. Mà giọng điệu uy hiếp của Hạ Thiên tất nhiên làm hắn khó chịu, nếu không phải người này quá giỏi võ thì hắn đã sớm hạ lệnh cho thủ hạ cắt đứt chân ném ra ngoài từ lâu. Anh rể, làm sao bây giờ? Tôn Thiên Vũ thấy Mạch Phi Long tỏ thái độ như vậy thì không khỏi có chút bối rối. Nếu không thì xử lý hắn nhé. Hạ Thiên dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh vội vàng lắc đầu. Đừng, Hạ Thiên, đừng đánh chết người. Chẳng lẽ lại dùng chiêu uy hiếp? Hạ Thiên gãi gãi đầu, bây giờ hắn cảm thấy không còn tín nhiệm với chiêu thức này. Lần trước hắn đã uy hiếp Mã Hùng Binh nên mới sinh ra tình cảnh lúc này. Nếu trước đó hắn giết Quách Mã Hùng Binh thì bây giờ nào có phiền toái. Anh rể, anh cứ dọa hắn như làm với Mã Hùng Binh là được. Điền Hiểu Nhã nhịn không được phải nói, nàng đã tận mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của Hạ Thiên, nàng cũng không tin Mạch Phi Long biết được thực lực của Hạ Thiên sẽ tiếp tục đến gây phiền toái. Được rồi.
Hạ Thiên móc từ trong túi quần ra một tờ tiền giấy, hắn nhìn Mạch Phi Long nói. Này, ông đòi tiền phải không, bây giờ tôi trả cho. Hạ Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền giấy, hắn vung tay lên, tiền giấy bay ra ngoài. Tờ tiền cũng không bay về phía Mạch Phi Long mà phóng về phía bức tường sau lưng đối phương. Mẹ kiếp, còn tưởng là chi phiếu, thì ra chỉ là 100 đồng bỏ. Một tên tiểu đệ của Mạch Phi Long đi đến bên bức tường, hắn nhìn thoáng qua rồi tức giận mắng lớn. Nhưng khoảnh khắc sau hắn đã hô lên kinh hoàng. Trời, điều này, sao có thể? Tên tiểu đệ nhìn về phía Hạ Thiên với vẻ mặt kinh hoàng, sau đó hắn nhanh chóng nói với Mạch Phi Long. Long ca, anh đến đây mà xem. Có gì mà ngạc nhiên vậy? Mạch Phi Long cau mày, vẻ mặt không vui, nhưng khi hắn còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt đã giống như gặp quỷ, hắn nhìn tờ tiền 100 đồng mà mặt xanh như đít nhái. Điều này, sao có thể? Mạch Phi Long thì thào nói, hắn nhìn chằm chằm vào tờ tiền, vẻ mặt khó tin. Tao có nằm mơ không? Thật hay giả, đây là tiền thật sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đám người vây quanh bức tường, vẻ mặt kẻ nào cũng cực kỳ khó tin. Điền Hiểu Nhã và Tôn Thiên Vũ thì đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Thế nào, nếu chúng mày có thể bắt được tiền, tao sẽ trả tiền, nếu không bắt được thì cũng đừng đến phá, nếu không tao dùng tiền đập chết chúng mày. Hạ Thiên nói những lời này với bộ dạng rất tức tối. Tất nhiên hắn dùng tiền hay dùng tiền và dùng tay đập chết người là khác nhau. Nếu là trước đó, Mạch Phi Long nghe thấy có người muốn dùng tiền đập chết mình thì sẽ cảm thấy rất buồn cười. Hắn là chủ nợ cho vay nặng lãi lớn nhất thành phố Giang Hải, tiền của hắn tuy thua kém đám nhà giàu nhưng dù sao cũng đã trải qua cuộc sống giàu sang xa xỉ, dù người khác nhiều tiền hơn cũng đừng hòng sai bảo được hắn. Bây giờ Mạch Phi Long nhìn tờ tiền 100 đồng không thể cười nổi, nếu tờ tiền này xẹt qua đầu hay hỏng thì hắn đã chết từ lâu. Vì hắn thấy rất rõ tờ tiền đâm thủng 1/3 bức tường. Mạch Phi Long dùng tay lấy tờ tiền ra, đáng tiếc là tờ tiền không chút sức mẻ. Tránh ra, tránh ra. Hạ Thiên gạt mọi người ra, sau đó hắn lại kẹp tờ tiền lên hai ngón tay, hắn vung tay nhưng không phóng ra. Chiêu thức này của hắn làm cho đám người Mạch Phi Long phải lắp bắp kinh hãi. Hạ Thiên thấy bộ dạng sững sờ của Mạch Phi Long thì có chút không vui. Này, ông còn chưa muốn đưa phiếu nợ ra sao? Lấy ngay. Mạch Phi Long cuối cùng cũng có phản ứng. Chờ chút, tôi đi lấy ngay. Mạch Phi Long không hề do dự, hắn vội vàng quay lại phòng làm việc tìm phiếu nợ của Điền Hiểu Nhã. 2 năm trước hắn đã lấy được tiền từ Mã Hùng Binh nhưng không ngờ đối phương giữ lại giấy nợ. Ngày hôm qua Mã Hùng Binh giao phiếu nợ cho hắn, yêu cầu hắn tìm Điền Hiểu Nhã đòi nợ. Mạch Phi Long cho người điều tra tình cảnh của Điền Hiểu Nhã, bây giờ nàng là một người có tài sản 4-5 triệu. Mạch Phi Long tự nhiên có người đưa đến lợi nhuận lớn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, hắn nào biết chọc phải một nhân vật khủng bố như Hạ Thiên. Số tiền kia đối với Mạch Phi Long rõ ràng là từ trên trời rơi xuống, nếu có thể thoải mái thu vào thì hắn cầu còn chưa được. Nhưng nếu phải đắc tội với một nhân vật khủng bố như Hạ Thiên mới có được tiền, như vậy hắn tình nguyện không thu, dù tiền tốt nhưng mạng sống còn tốt hơn, hắn vẫn rất hiểu đạo lý này. Dù Mạch Phi Long là một kẻ thích đua xe, hắn không sợ chết. Nhưng không sợ chết là một chuyện, nếu chỉ vì một món đồ mà phải chết thì khơ nóc đáng giá. Hắn đua xe thua người ta thì chết cũng có ý nghĩa, nhưng tự nhiên vì một vấn đề không thuộc về mình mà chết thì quá uất ức. Mạch Phi Long lại đi ra, hắn giao phiếu nợ cho Điền Hiểu Nhã. Điền tiểu thư, cô xem cho kỹ, nếu xác nhận không có vấn đề thì hủy đi. Điền Hiểu Nhã khẽ gật đầu, nàng cẩn thận xem xét phiếu nợ, sau khi xác nhận thì lập tức lấy ra bật lửa trực tiếp thiêu hủy. Hạ Thiên nhìn thấy sự việc đã được thu phục thì tâm tình cũng khá lên, đôi khi thủ đoạn uy hiếp có tác dụng rất tốt. Mọi việc đã xong, Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh muốn bỏ đi, nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn chợt nhớ đến một vấn đề, hắn quay đầu hỏi Mạch Phi Long. Này, ông cho vay nặng lãi, có phải Mã Hùng Binh có mối thù với ông không? Mạch Phi Long chợt ngây người. Tôi có quan hệ khá tốt với Mã Hùng Binh, cũng không có cửu oán. Vậy thì cũng kỳ quái. Hạ Thiên rất khó hiểu. Nếu hắn ta không có thù oán với ông thì sao phải hại ông? Điền Hiểu Nhã cũng thông minh, nàng bổ sung một câu. Đúng vậy, Long ca, Mã Hùng Binh biết rõ bản lĩnh của anh chồng tôi, hắn ta không dám tìm đến nên cố ý đưa phiếu nợ cho anh, rõ ràng là muốn hại anh, nếu không thì hắn ta phải nhắc đến anh chồng tôi mới đúng chứ. Vẻ mặt Mạch Phi Long chợt trầm xuống,
hắn biết rõ Điền Hiểu Nhã đang châm bì thóc chọc bì gạo, nhưng nàng nói cũng không sai, Mã Hùng Binh căn bản chẳng nói gì. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Điền Hiểu Nhã là tình nhân của Mã Hùng Binh, sao bây giờ Mã Hùng Binh lại để mình đi tìm đối phương? Bây giờ Mạch Phi Long đã hiểu, Mã Hùng Binh không dám gây ra phiền toái cho Điền Hiểu Nhã, vì vậy mới tìm một thằng ngu là mình. Kết quả là có 9 anh em trọng thương hôn mê, còn có 9 chiếc xe bị móp méo, tổn thất nặng. Họ Mã, con mẹ nó mày dám chơi anh cũng cho mày không sống sung sướng. Mạch Phi Long thầm cắn răng, lúc này hắn đã thừa nhận biện pháp của Hạ Thiên trước đó, tổn thất của hắn phải bắt Mã Hùng Binh bồi thường. Chương 110, kết hôn. Chị, anh rể, tối nay anh chị đến nhà em dùng cơm nhé. Trên đường quay về, Điền Hiểu Nhã chủ động mời chào. Nếu so sánh về tuổi tác thì thật ra Điền Hiểu Nhã còn lớn hơn Tôn Hinh Hinh vài tháng, so với Hạ Thiên thì còn lớn hơn, nhưng nàng mở miệng gọi chị và anh rể rất thuận tiện. Chỉ cần xét theo điểm này thì Điền Hiểu Nhã cũng là người thông minh. Tuy bây giờ nàng cũng là một người có vài triệu trong tay, Tôn Thiên Vũ là một sinh viên nghèo, nhưng nàng cũng không có ý muốn rời khỏi Tôn Thiên Vũ. Không phải nàng không thích tiền, nàng yêu Tôn Thiên Vũ, nhưng nếu xét theo phương diện khác thì nàng biết, một khi mình rời khỏi Tôn Thiên Vũ, nàng sẽ chẳng còn gì liên hệ với Hạ Thiên. Sau này nếu nàng có chuyện gì thì Hạ Thiên sẽ chẳng thèm ra tay giúp đỡ, đến lúc đó sợ rằng nàng sẽ rơi vào trong tay Mã Hùng Binh. Đúng vậy, chị, anh rể, hai người về nhà em dùng cơm nhé. Tài nghệ nấu nướng của Tiểu Nhã rất tốt. Tôn Thiên Vũ cũng mở miệng, bây giờ hắn cũng hy vọng kéo gần quan hệ với Hạ Thiên. Đáng tiếc là Hạ Thiên đang muốn dùng cơm với cảnh sát tỷ tỷ, tất nhiên hắn sẽ không có tâm tình dùng cơm với Tôn Thiên Vũ, hắn lắc đầu. Anh không đi, trước tiên đưa anh về cục công an thành phố là được. Tiểu Vũ, trước tiên đưa Hạ Thiên đến cục công an thành phố, tối nay chị sẽ ăn cơm cùng em. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, trong lòng có chút thất lạc, nàng biết rõ Hạ Thiên đến cục công an để tìm Lãnh Băng Băng, nhưng nàng cũng không ngờ mình chẳng ghen ghét mà còn lo lắng. Tôn Hinh Hinh nghĩ đến dáng người lồi lõm mê người của Lãnh Băng Băng mà lo lắng, nếu một khi Hạ Thiên có được Lãnh Băng Băng, như vậy hắn còn thích nàng nữa không? Tôn Hinh Hinh ơi là Tôn Hinh Hinh, khi nào mày trở nên lo lắng hoang đường thế này rồi? Tôn Hinh Hinh thầm khinh bỉ chính mình, ngày nào đó nàng còn khinh bỉ những người làm vợ bé cho kẻ khác, nhưng bây giờ nàng lại lo lắng người ta không lấy nàng làm vợ bé, chẳng lẽ nàng sa ngã như vậy rồi sao? Nửa giờ sau chiếc Audi A6 của Điền Hiểu Nhã dừng ngoài cửa cục công an Giang Hải, khi thấy Hạ Thiên thản nhiên đi vào thì Tôn Thiên Vũ nhịn không được phải hỏi một câu. Chị, anh rể vào cục công an làm gì thế? Cậu ấy đi tìm bạn. Tôn Hinh Hinh không muốn nói ra chuyện của Lãnh Băng Băng. Anh rể còn có bạn ở cục công an sao? Tôn Thiên Vũ dùng giọng tò mò hỏi. Tôn Hinh Hinh thuận miệng trả lời. Cậu ấy có quan hệ rất tốt với cục trưởng cục công an. Sao? Tôn Thiên Vũ chợt ngẩn ngơ. Chị nói thật sao? Anh rể thật sự có quan hệ tốt với cục trưởng cục công an à? Tất nhiên là thật, cậu ấy có ơn lớn với cục trưởng Hoàng. Tôn Hinh Hinh rất vững tin về vấn đề này, nàng tận mắt thấy Hoàng Hải Đào đưa cho Hạ Thiên 1 triệu, nàng cũng thấy con trai Hoàng An Bình của Hoàng Hải Đào coi Hạ Thiên như đại ca, còn gọi nàng là chị dâu. Anh rể đúng là lợi hại. Tôn Thiên Vũ không khỏi cảm khái, đồng thời hắn cũng rất vui sướng. Chị, cuối cùng chị cũng tìm được một anh rể tốt, mạnh hơn rất nhiều so với Trương Đại Trụ. Chị, tên Trương Đại Trụ kia có đến gây phiền phức không? Điền Hiểu Nhã xen vào một câu. Anh ta không dám đến nữa. Tôn Hinh Hinh nói. Vậy thì quá tốt. Điền Hiểu Nhã ra vẻ khẽ thở ra một hơi. Chị, thật ra Thiên Vũ vẫn cảm thấy rất có lỗi với chị, anh ấy nói, anh ấy cảm thấy mình. Mình đã hại chị, vì vậy những năm qua rất ít khi liên lạc. Anh ấy cảm thấy không có mặt mũi gặp chị. Tiểu Nhã, em đừng nói chuyện này. Tôn Thiên Vũ vội vàng cắt ngang lời Điền Hiểu Nhã. Điền Hiểu Nhã lại không ngừng. Thiên Vũ, em đã sớm khuyên anh, chị chắc chắn sẽ không giận anh lại không chịu liên lạc với chị, như vậy làm chị đau lòng. Bây giờ chị đã sắp có chồng, anh cũng không nên tiếp tục đặt những chuyện đã qua vào trong lòng. Tiểu Vũ, Tiểu Nhã nói không sai, sao chị lại oán giận em? Tôn Hinh Hinh dịu dàng nói. Em là em trai của chị, đừng nói những năm qua chị không bị tổn hại gì, dù chị thật sự gả cho Trương Đại Trụ thì cũng sẽ không giận em, chị chỉ biết oán giận Trương Gai Nhân lúc nhà cháy để hôi của mà thôi. Chị, chuyện bây giờ đã qua, chị cũng đừng trách Thiên Vũ, sau này Thiên Vũ sẽ thường xuyên đến thăm chị.
Điền Hiểu Nhã vội vàng nói. Không thể không nói Điền Hiểu Nhã rất hiểu ý, ít nhất bây giờ cảm tình của Tôn Hinh Hinh với nàng đã tăng lên rất nhiều. Tuy Điền Hiểu Nhã có quá khứ không tốt, nhưng trên đời này ai có thể đảm bảo mình luôn trong sạch. Chị, khi nào chị rảnh cũng nên về nhà nhé. Tôn Thiên Vũ chợt nói. Về nhà sao? Tôn Hinh Hinh lập tức cảm thấy mờ mịt, đã 6 năm rồi nàng chưa về nhà, nàng cũng không biết bây giờ cha mẹ thế nào. Không phải nàng không muốn về, nàng chẳng qua chỉ không dám về, bây giờ đã không còn Trương Đại Trụ gây rối, nàng có thể về nhà một chuyến. Đúng vậy, chúng ta sẽ nói với anh rể, mọi người cùng về. Điền Hiểu Nhã rất tán thành, nàng cũng chưa được gặp cha mẹ của Tôn Thiên Vũ, nếu nàng muốn cùng sống với Tôn Thiên Vũ thì không thể nào không gặp cha mẹ của đối phương. Để qua vài ngày nữa rồi nói. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng mở miệng, nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng nhớ đến tình cảnh Hạ Thiên đang ở cục công an theo đuổi Lãnh Băng Băng xinh đẹp gợi cảm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác nói không nên lời. Trụ sở đội cảnh sát hình sự số 6, vài cảnh sát nhìn thấy Hạ Thiên vào cửa, ai cũng nở nụ cười mập mờ, người này lại đến đây theo đuổi người đẹp băng giá. Hạ Thiên, cậu lại đến tìm người đẹp băng giá sao? Hoàng An Bình từ trong phòng thẩm vấn đi ra, khi hắn thấy Hạ Thiên thì lập tức mở miệng hỏi. Hạ Thiên gật đầu. Cảnh sát tỷ tỷ đã đồng ý tối nay cùng tôi đi dùng cơm. Sao? Hoàng An Bình há hốc mồm. Cậu nói thật sao? Những cảnh sát khác cũng bù lại như kiến, kẻ nào cũng mở miệng hỏi dò Hạ Thiên. Này, có phải thật không đó? Người đẹp băng giá thật sự đồng ý đi ăn với cậu sao? Có lẽ là giả, trước nay người đẹp băng giá chưa từng đi dùng cơm với ai cả. Cũng khó nói, người đẹp băng giá cũng là phụ nữ, cô ấy cũng phải cần một người đàn ông. Nhưng như vậy cũng hơi nhanh, mới được vài ngày mà nắm được người đẹp băng giá rồi sao? Này, anh bạn, dạy tôi cách tán gái với, bản lĩnh tán gái của cậu quá lợi hại. Này, cho hỏi thắm, có đội trưởng Lãnh ở đây không? Khi mọi người còn đang ồn ào thì ngoài cửa vang lên một giọng nói bất an. Mọi người quay đầu nhìn, Hoàng An Bình có chút kinh ngạc. Ủa, đây không phải Tiểu Trần phòng hộ tịch sao? Nghe tôi nói này, người anh em, không phải cậu cũng muốn theo đuổi người đẹp băng giá đấy chứ? Hoàng ca, anh đừng nói đùa như vậy, nếu đội trưởng Lãnh nghe được thì chết em. Tiểu Trần cực kỳ hoảng sợ nhưng ngay sau đó lại vui vẻ, hắn đi về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, thì ra cậu cũng ở đây, vừa đúng lúc. Đây là chứng minh của cậu, tôi cũng không biết phải làm sao để giao cho cậu, đang định đến đưa cho đội trưởng Lãnh. Tiểu Trần đưa cho Hạ Thiên một túi văn kiện, Hạ Thiên tiếp nhận, bên trong là giấy chứng minh, còn có cả sổ hộ khẩu. Điều này có ý nghĩa là bắt đầu từ bây giờ Hạ Thiên không còn là người chẳng có giấy tờ gì. Cảm ơn anh. Hạ Thiên lập tức nói lời cảm tạ. Không nên khách khí, giúp đội trưởng Lãnh làm việc là vinh hạnh của tôi. Tiểu Trần vội vàng nói, hắn nhìn lướt qua mà không thấy Lãnh Băng Băng, vì vậy hắn nói. Tôi còn có việc, tôi về trước nhé. Nhà số 13 khu dân cư Cảnh Uyển, đường Đông Sơn, quận Đông, thành phố Giang Hải. Quái lạ, sao nghe quen tai vậy? Hoàng An Bình nhìn địa chỉ trên giấy chứng minh mà lầm bầm, cu ói cùng hắn quát lớn. À, Hạ Thiên, cậu và người đẹp băng giá đã đăng ký kết hôn rồi sao? Một câu nói của Hoàng An Bình lập tức làm cho tất cả cảnh sát trong văn phòng phải ngây người, mà Hạ Thiên thì có chút buồn bực, hắn nào có đăng ký kết hôn với cảnh sát tỷ tỷ chứ? Này! Đội trưởng Hoàng, sao anh lại nói như vậy? Một cảnh sát tò mò hỏi. Đó là địa chỉ của người đẹp băng giá. Hoàng An Bình chỉ vào giấy chứng minh của Hạ Thiên. Nếu cậu ấy không đăng ký kết hôn với người đẹp băng giá thì sao địa chỉ lại trùng nhau? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quen thuộc, thì ra đây là địa chỉ nhà người đẹp băng giá. Như vậy chẳng phải quá nhanh sao? Tôi thấy người đẹp băng giá đối với Hạ Thiên cũng không phải như vậy. Thì ra là thế. Trách không được mỗi khi Hạ Thiên mở lời đùa giỡn thì người đẹp băng giá cũng không nói gì. Không thể tưởng tượng được, người đẹp băng giá không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì chợt nổi tiếng, rõ ràng là ẩn hôn. Đúng vậy, là ẩn hôn. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, thì ra địa chỉ trên giấy chứng minh là nhà của cảnh sát tỷ tỷ, điều này làm hắn rất hưng phấn, sau này hắn có thể trực tiếp đến nhà cảnh sát tỷ tỷ. Mọi người đang làm gì vậy, không cần làm việc nữa sao? Giọng quát bất mãn của Lãnh Băng Băng chợt vang lên, mọi người bị dọa phải chạy nháo nhào, ai cũng tranh thủ chạy về vị trí của mình. Tất nhiên người nào cũng lén nhìn Lãnh Băng Băng, vẻ mặt có chút quái dị.
Sao lại là cậu? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Lãnh Băng Băng có chút đau đầu, lưu manh chết tiệt này rõ ràng là âm hồn không tan. Mọi người chợt cảm khái, không hổ danh là người đẹp băng giá, rất giỏi giả vờ. Rõ ràng hai bên đã đăng ký kết hôn, đã ở chung nhà mà vẫn còn giả vờ như thế, sợ người khác biết không bằng. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đồng ý đi ăn cơm tối với tôi mà. Tôi đồng ý đi ăn tối với cậu, nhưng không nói là hôm nay. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ lại, Lãnh Băng Băng quả thật không nói như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không dễ dàng bỏ qua, hắn phản bác. Cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng không phải không nói là tối nay. Tóm lại hôm nay tôi rất bận, không có thời gian đi ăn cơm với cậu. Lãnh Băng Băng hừ một tiếng, nàng dù chết cũng không đi dùng cơm với tên lưu manh này. Dù bận thế nào cũng phải ăn cơm chứ. Hạ Thiên nói. Tôi ăn thức ăn nhanh ở trong đồn cảnh sát. Lãnh Băng Băng nghiến răng. Không sao, tôi cùng chị ăn thức ăn nhanh. Hạ Thiên ra vẻ không ngại. Tự mình pha mì mà ăn. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Không sao, tôi không ngại cùng ăn một tô mì với chị. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đột nhiên hiểu ra vì sao mà Hạ Thiên cưa được người đẹp băng giá, loại năng lực tùy cơ ứng biến và quất chặt không tha này đúng là quá khủng, bọn họ tự nhận không theo được. Mà Lãnh Băng Băng chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, nàng đột nhiên giống lên với Hạ Thiên. Hôm nay tôi không ăn cơm. Chương 111, bữa tối hẹn hò trong xe hơi. Lãnh Băng Băng giống lên rồi nổi giận đùng đùng quay về phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì tâm tình của Lãnh Băng Băng không được tốt cho lắm, khi Vân Thanh nói cho nàng biết tên người kia, nàng lập tức nhạy cảm phát hiện ra mình trở thành công cụ cho người khác. Mà người ép nàng trở thành công cụ chẳng những cùng huyết thống, hơn nữa còn là người nàng căm hận nhất. Lãnh Băng Băng hy vọng có thể vì Mạc Tử Luân và Lê San mà tìm ra công đạo, vì vậy nàng mới đứng vững trước áp lực để điều tra manh mối của vụ án. Nhưng nàng luôn sinh ra một dự cảm. Một khi điều tra rõ ràng vụ án thì nàng sẽ giúp người kia hoàn thành mục tiêu, nàng không muốn trở thành công cụ cho người này, vì vậy trong lòng nàng rất khó chịu. Nàng chỉ muốn làm một cảnh sát chính trực, không muốn rơi vào trong đấu tranh dơ bẩn. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lãnh Băng Băng chợt bừng tỉnh. Lãnh Băng Băng cầm điện thoại xem xét, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi, dù nàng không lưu lại dãy số này nhưng lại rất quen thuộc. Lãnh Băng Băng do dự một lúc. Cuối cùng vẫn nhấn nút nghe, giọng nói rất lạnh lùng. Có chuyện gì? Băng Băng, điều tra vụ án thế nào rồi? Bên kia truyền đến một âm thanh ôn hòa, nhưng Lãnh Băng Băng nghe thấy âm thanh này thì cảm thấy rất rối trá. Thất vọng cho ông rồi, còn chưa có manh mối. Lãnh Băng Băng hừ một tiếng. Đầu bên kia chợt trầm mặc. Nếu đã như vậy thì không nên tiếp tục, nên kết án là vừa, dù sao hung thủ cũng đã bị bắt, không phải sao? Cái gì? Lãnh Băng Băng cho là mình nghe lầm. Lúc trước không phải ông muốn tôi điều tra sao? Băng Băng, rất nhiều người biết tôi chỉ thị cô điều tra, bây giờ tôi cũng gặp áp lực rất lớn, nếu điều tra không có chứng cứ, như vậy kết án sớm một chút. Âm thanh đầu bên kia có chút bất đắc dĩ. Tôi thì không sao, cũng không muốn cô gặp rắc rối. Vậy thì phải cảm ơn ông. Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại, trong lòng đã quyết định. Nếu hắn không muốn nàng tiếp tục điều tra thì lại càng phải điều tra. Lãnh Băng Băng nhấp chuột lên máy tính, nàng đưa vào hai cái tên, sau đó tìm được vài tin tức. Lãnh Băng Băng lầm bầm. Xem ra Vân Thanh cũng không nói ngoa, hai người bọn họ thật sự có quen biết. Lãnh Băng Băng tắt máy tính rồi đi ra, không ngoài dự đoán của nàng, Hạ Thiên vẫn chờ ở bên ngoài. Đi thôi, đi ăn cơm. Lãnh Băng Băng đi đến trước mặt Hạ Thiên nói. Lãnh Băng Băng cũng không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng nhanh chóng rời khỏi đội cảnh sát hình sự số 6, tất nhiên Hạ Thiên sẽ theo sát phía sau. Người đẹp băng giá đúng là đang giả vờ. Đúng vậy, 10 phút trước còn cực kỳ tức giận, bây giờ thì xong, lập tức thay đổi chủ ý. Tiểu tử kia đúng là trâu bò, người đẹp băng giá cứ như vậy mà vào tay hắn sao? Mọi người nghị luận ồn ào, lần này xem như mỗi người đều xác định người đẹp băng giá là hoa đã có chủ. Lãnh Băng Băng lái xe ra khỏi cục công an, Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh vị trí tài xế, hắn dùng ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp và hoàn mỹ của nàng. Có những người đẹp lần đầu tiên nhìn vào sẽ cảm thấy rất đẹp nhưng nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy không được tốt lắm, cũng có những người đẹp lần đầu tiên nhìn sẽ thấy không quá đẹp nhưng càng nhìn càng có hương vị.
Nhưng Lãnh Băng Băng rõ ràng không tương đồng với hai loại người đẹp kia, không những lần đầu tiên nhìn sẽ thấy nàng đẹp, hơn nữa càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp, tất nhiên Hạ Thiên sẽ thường nhìn Lãnh Băng Băng, càng nhìn càng sướng. Cậu nhìn cái gì vậy? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được. Cảnh sát tỷ tỷ, chị quá đẹp, tất nhiên tôi sẽ nhìn cả trăm lần mà không chán. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng cắn răng, nàng cố gắng không nổi giận, nàng sao lại xui xẻo như vậy, sao lại biết một tên lưu manh. Nhớ vài ngày trước nàng còn tố cáo với Kiều Tiểu Kiều, nói rằng Hạ Thiên có quan hệ mật thiết với Tôn Hinh Hinh, còn nói hắn đã tuyên bố Kiều Tiểu Kiều chỉ là vợ bé. Nhưng Kiều Tiểu Kiều lại cho ra câu trả lời thuyết phục, điều đó là nàng tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều còn nói mình thật sự là vợ của Hạ Thiên, nhưng lại nói nàng chỉ là vợ bé, tất nhiên không có tư cách ngăn cản hắn tìm những vợ bé khác. Điên rồi, những người này đều điên cả rồi. Lãnh Băng Băng thầm nói, nàng chỉ có vài người bạn là nữ, Kiều Tiểu Kiều và Triệu Thanh Thanh chính là hai trong số đó. Nhưng Kiều Tiểu Kiều tự nhận mình là vợ bé của Hạ Thiên, mà Triệu Thanh Thanh cũng vì muốn học võ công mà tự tiến cử mình làm vợ bé Hạ Thiên. Tuy Lãnh Băng Băng biết Triệu Thanh Thanh có khuynh hướng si mê võ thuật, nhưng điều đó cũng làm nàng cảm thấy đám người này quá điên cuồng. Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi đâu ăn cơm? Hạ Thiên nhìn đồng hồ, thật ra bây giờ vẫn còn sớm, vừa hơn 5 giờ. Ăn ở đây. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chỗ này là chỗ nào? Chính là trên xe. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn. Hạ Thiên càng mơ hồ. Trên xe làm gì có ăn? Lãnh Băng Băng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên. Nhưng vài phút sau nàng đã dùng hành động thực tế chỉ ra đáp án cho hắn. Nàng dừng xe ven đường rồi chỉ tay vào một quán thức ăn nhanh, nàng nói với Hạ Thiên. Đi mua hai phần thức ăn nhanh, tôi ở lại trên xe chờ cậu. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, ăn trên xe chính là mua thức ăn lên xe ngồi dùng, nhưng hắn cũng không ngại, vì hắn không để ý đến vấn đề dùng cơm, hắn chỉ muốn ở cùng một chỗ với Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên nhanh chóng mua về hai phần thức ăn nhanh. Lãnh Băng Băng cũng không nhân cơ hội này mà chạy trốn, vì nàng cũng biết mình chạy không thoát. Lưu manh này quá biến thái, nếu nàng chạy thì hắn sẽ đuổi theo được ngay. Nếu xét về phương diện khác, lưu manh nếu muốn quấn lấy thì lợi dụng hôm nay bắt hắn giúp nàng chút chuyện. Lãnh Băng Băng nghĩ đến vấn đề bị tên lưu manh này đùa giỡn cả ngày, cũng gặp phải không biết bao nhiêu thiệt thòi, vì vậy nàng dứt khoát cho tên này làm lao công, như vậy cũng xem như một biện pháp trả thù. Sau khi mua thức ăn thì Lãnh Băng Băng lái xe về phía trước hơn 10 phút mới ngừng lại. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm lấy một phần thức ăn nhanh mà bắt đầu tấn công. Cảnh sát hình sự thường dùng cơm trên xe, Lãnh Băng Băng tất nhiên cũng quen, vì vậy bữa tối hẹn ước đầu tiên của Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên chính là ở trên xe cảnh sát. Lãnh Băng Băng ăn xong bữa cơm tối, đặc sắc, sau đó bắt Hạ Thiên phải đem hai hộp cơm ném vào thùng rác, cuối cùng thì cứ ngồi lại trong xe. Không có ý muốn chạy đi, mà ánh mắt của nàng lại nhìn về một hướng khác. Hạ Thiên có chút hiếu kỳ, hắn nhìn theo ánh mắt nàng, hắn thấy một chiếc cửa chính, trên của là một tấm biển lớn. Cuối cùng hắn cũng hiểu đó là đâu, thì ra là trụ sở chính quyền tỉnh Bình Hải. Sau vài phút thì một chiếc Santana 2000 có vẻ hơi cũ từ trong cửa khu chính quyền đi ra. Lãnh Băng Băng nhanh chóng khởi động xe, nàng chạy theo phía sau. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đang theo dõi người nào vậy? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi, lúc này hắn đã biết, Lãnh Băng Băng cũng không phải đến đây dùng cơm. Không liên quan đến cậu, ngồi yên là được. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Chiếc Santana chạy được 10 phút thì tiến vào trong khu nhà chính quyền thành phố, mà Lãnh Băng Băng thì dựng xe check bên ngoài công chính, sau đó nàng cũng không làm gì, cứ như vậy mà nhìn vào chằm chằm. Cảnh sát tỷ tỷ, chỉ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó sao? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi. Nếu cậu không thích thì tranh thủ xuống mà về nhà. Lãnh Băng Băng dùng giọng không chút hứng thú nói. Hạ Thiên căn bản không phải chẳng muốn ngồi lại trên xe, hắn chỉ cảm thấy Lãnh Băng Băng làm vậy là ôm cây đợi thỏ, rõ ràng xác suất thành công quá thấp. Cảnh sát tỷ tỷ, chị muốn điều tra ai, tôi có thể giúp chị, tôi có thể đặt máy nghe lén, như vậy cũng không ai phát hiện ra. À, đúng rồi, Tam sư phụ nói máy nghe trộm có thể gài trên điện thoại, nếu thích tôi mua cho chị một cái. Hạ Thiên lập tức xung phong nhận công tác. Lãnh Băng Băng không khỏi nhìn Hạ Thiên, chưa nói đến những vấn đề khác, những gì Hạ Thiên nói ra cũng làm nàng có chút động tâm, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Nàng bây giờ không muốn làm như vậy, trước tiên phải điều tra sơ lược về hành trình của đối phương,
sau đó mới bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đáng lý sự việc này không cần Lãnh Băng Băng phải tự mình điều tra, đáng tiếc là mục tiêu quá đặc biệt, nàng tạm thời không thể cho ai biết mình đang điều tra người này, vì vậy phải tự mình hành động. Cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không chạy theo? Hạ Thiên đột nhiên chỉ vào một chiếc xe đang từ trong khu nhà khối chính quyền tỉnh đi ra. Tôi theo chiếc xe đó làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói, đây là một chiếc Honda, không phải đối tượng vừa rồi nàng theo đuổi. Tài xế của chiếc xe đó chính là tài xế trên chiếc xe vừa rồi. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Cảnh sát tỷ tỷ, chẳng lẽ chị không muốn truy đuổi chiếc xe đó sao? Lái xe giống nhau sao? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. Sao cậu biết tài xế của chiếc xe này và chiếc khi nãy là một người? Tuy không được nhìn chính diện nhưng chỉ xem xét bóng lưng cũng có thể xác định đó là một người. Cảnh sát tỷ tỷ, nếu bây giờ chị đuổi theo thì vẫn còn kịp, nhanh lên, xe sắp biến mất rồi. Hạ Thiên vội vàng nói. Xa như vậy mà nhìn thấy rõ, hơn nữa căn cứ vào bóng lưng cũng phân biệt được sao. Nếu là người khác nói ra lời này thì Lãnh Băng Băng sẽ không tin, bây giờ Hạ Thiên nói thì nàng vẫn hoài nghi nhưng cũng có vài phần tin tưởng. Lưu manh chiết tiệt này làm nàng rất tức tối. Nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn có bản lĩnh. Sao đối phương lại phải đổi xe? Chẳng lẽ không muốn người khác chú ý sao? Nói cách khác đối phương đang đi làm một hoạt động nào đó mà không muốn người khác nhận ra sao? Với thân phận của đối phương thì có rất nhiều vấn đề không phải tự mình đi làm, có lẽ lái xe là tâm phúc của hắn. Trong đầu Lãnh Băng Băng chợt sinh ra hàng loạt ý nghĩ, sau đó nàng khởi động xe, nhấn chân ga đuổi theo chiếc Honda. Chiếc Honda liên tục chạy xuyên qua đường phố Giang Hải, với kinh nghiệm của Lãnh Băng Băng thì lập tức phát hiện ra tài xế kia rất cẩn thận, hắn cố ý chạy vài vòng, rõ ràng đang lo lắng có người theo dõi, nhưng với kỹ thuật của Lãnh Băng Băng thì đối phương vẫn khó thể phát hiện, nàng luôn theo ở phía sau. Nửa giờ sau chiếc xe Honda mới dừng lại bên cạnh một công viên. Mà khi tài xế chiếc Honda kia đi ra thì Lãnh Băng Băng mới biết Hạ Thiên không nhìn lầm, chính là tên tài xế của chiếc Santana trước đó. Chương 112, nổ mạnh. Đây là một người đàn ông 40 tuổi, người này rất rắn chắc, Lãnh Băng Băng đã từng nhìn thấy hắn, biết hắn tên là Mã Nhị Cương, một cái tên rất bình thường làm người ta sinh ra cảm giác thật thà phúc hậu. Nhưng thực tế lại căn bản không phải như vậy, hắn có thể là lái xe chuyên trách cho một vị quan lớn, cũng được quan lớn tín nhiệm, sao có thể là một kẻ thật thà phúc hậu cho được. Mã Nhị Cương xách một chiếc túi màu đen rời khỏi chiếc xe Honda, sau đó hắn tiến vào công viên. Mà Lãnh Băng Băng cũng nhanh chóng xuống xe, nàng cùng Hạ Thiên tiến vào công viên. Cảnh sát tỷ tỷ, chị quá bắt mắt, rất dễ bị phát hiện. Hạ Thiên không nhịn được phải nói một câu, tuy bây giờ đã tối nhưng trong công viên có không ít người đi bộ, Lãnh Băng Băng lại thật sự quá xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát, nếu không muốn bị người ta chú ý cũng khó. Không cần cậu nhắc nhở. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng biết mình rất bắt mắt. Nếu là năm xưa khi theo dõi ai đó sẽ thay quần áo, nhưng hôm nay nàng tạm thời nảy lòng tham, cộng thêm một Hạ Thiên gây náo loạn, vì vậy cũng quên thay đổi quần áo. Đáng lý ra cảnh sát hình sự đều mặc thường phục nhưng Lãnh Băng Băng lại thích mặc đồng phục cảnh sát, vì nàng cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho nhiều tên sắc quỷ gặp mình phải chùn bước. Nhưng nàng lại không biết bộ đồng phục thế này làm sức quyến rũ của mình tăng lên vô hạn, ngược lại còn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đàn ông. Cảnh sát tỷ tỷ. Nếu chúng ta làm như họ thì sẽ không thu hút ánh mắt người khác. Hạ Thiên chỉ vào một cặp tình nhân cách đó không xa, người đàn ông đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ. Cậu nằm mơ à? Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không ngốc. Hạ Thiên vẫn còn chưa hết hy vọng. Cảnh sát tỷ tỷ, lỡ may bị người ta phát hiện, chị cũng không phải kiếm củi 3 năm đốt mất trong vòng 1 giờ sao? Nếu không chúng ta làm như họ cũng được. Lúc này Hạ Thiên lại chỉ vào một cặp tình nhân khác, bọn họ đang tay nắm tay. Đúng là không có biện pháp, hắn đã quen cảnh sát tỷ tỷ khá lâu mà chưa được nắm bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng. Lãnh Băng Băng lại xuất hiện một ý nghĩ cũ, nàng muốn dán kín miệng người này. Tên lưu manh chết tiệt, nói đi nói lại cũng chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng. Thật ra một nam một nữ giả tình nhân theo dõi đối tượng là một biện pháp rất thông dụng, nhưng Lãnh Băng Băng chưa từng sử dụng biện pháp này. Năm xưa nàng rất ít khi tự mình theo dõi đối tượng, đều do thủ hạ đi làm, nhưng dù biết như vậy là rất tốt thì nàng vẫn không muốn đóng giả tình nhân với Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, mà Mã Nhị Cương có vẻ đang đi lại rất tùy ý trong công viên, nhìn qua không khác gì những người đang đi tản bộ khác.
mà Lãnh Băng Băng cũng giả vờ đi tản bộ, trực giác nói cho nàng biết đối phương không phải đến đây để đi dạo. Nhưng thời gian dần trôi qua mà Lãnh Băng Băng cảm thấy phán đoán của mình có vấn đề, Mã Nhị Cương giống như đến đây đi tản bộ. Tuy đối phương lái xe chạy đến một công viên quá xa để tản bộ là rất quỷ dị nhưng hắn lại không làm gì khác, hắn vẫn đi dạo trong công viên, hắn không tiếp xúc với ai, thậm chí cũng không gọi điện thoại. Sau khi đi dạo hơn nửa giờ thì Mã Nhị Cương ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó lại qua 10 phút đồng hồ, khi sắc chiều dần tối đen thì hắn đứng lên trực tiếp rời khỏi công viên, cuối cùng lái xe bỏ đi. Mà Lãnh Băng Băng lại theo dõi mà không nhận được kết quả gì. Gặp quỷ rồi. Lãnh Băng Băng nghĩ mãi mà không hiểu, chẳng lẽ mình bị đối phương phát hiện ra sao? Hạ Thiên cũng có chút buồn bực, hắn đi dạo với cảnh sát tỉ tỉ khá lâu mà chẳng được nắm tay, đúng là quá thất bại, nếu để đại sư phụ biết được thì sẽ cười rụng răng. Nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp được thần tiên tỉ tỉ, hắn có được nụ hôn đầu tiên của nàng. Dù ba vị sư phụ nói rằng hắn còn nhỏ có ưu thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức quyến rũ của mình, nói cách khác thì vì sao cuối cùng thần tiên tỉ tỉ lại là vợ hắn? Đùng! Khi Hạ Thiên đang cảm thấy khó hiểu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Trời! Lãnh Băng Băng chợt giật mình, vẻ mặt nàng nhanh chóng biến đổi, vì nàng thấy chiếc xe Honda mà Mã Nhị Cương đang điều khiển đang được bao phủ trong ngọn lửa. Trời ơi! Những âm thanh la hét chợt vang lên khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng xe thắng lại, tiếng xe va vào nhau. Một chiếc xe đột nhiên phát nổ trên đường thì làm cho những hàng xe đi cùng chợt rối loạn, mà tiếng nổ lại rất lớn. Hai chiếc xe ở gần bên chiếc Honda bị thổi văng, những chiếc xe vì chưa kịp thắng lại nên tông thẳng vào nhau. Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra, nàng nhanh chóng bấm một dãy số. Tôi là Lãnh Băng Băng đội cảnh sát hình sự thành phố, có một chiếc xe phát nổ ở cổng Bắc Công viên Nhân dân, tôi cần trợ giúp. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại thì lập tức phóng đến chiếc xe phát nổ, vì hai bên không ở gần nhau, chiếc xe Honda kia phát nổ không ảnh hưởng gì đến bên này, xe của Lãnh Băng Băng cũng không bị ảnh hưởng. Tôi là cảnh sát, mọi người không cần sợ hãi, nếu không bị thương thì tranh thủ xuống xe, rời khỏi hiện trường vụ nổ. Lãnh Băng Băng nhanh chóng phóng đến và rút giấy chứng nhận. Những người bị thương tạm thời không nên cử động, cố gắng chịu đựng, xe cứu thương sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng xuất hiện kịp thời lập tức khống chế được tình cảnh rối loạn, mọi người không còn làm rối lên nhưng bắt đầu nghị luận. Có chuyện gì vậy? Không phải khủng bố đấy chứ? Không biết, quá nguy hiểm. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Đúng vậy, trước kia chỉ thấy những tình cảnh này trên TV, không ngờ hôm nay lại xảy ra trước mắt. Những người ở gần khi vụ nổ xảy ra vẫn còn cực kỳ sợ hãi, chắc chắn tối nay sẽ có nhiều người mất ngủ. Xe cứu thương và xe cảnh sát đến rất nhanh, mọi người đều có tư chức của mình, ai cũng nhanh chóng cứu người và phong tỏa hiện trường, mở đường giao thông, còn có một vài nhân chứng được lấy lời khai. Uy lực vụ nổ là không quá lớn. Những hành khách trên những chiếc xe ở khá gần cũng cơ bản chỉ bị những vết thương nhỏ, nhưng hai chiếc xe đụng vào nhau vì kinh hoàng thì người bên trong bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có một ngu yêu chính thức gặp phải bất hạnh, đó chính là Mã Nhị Cương. Mã Nhị Cương hầu như bị nổ nát, mà vị trí phát nổ chính là phòng điều khiển, chỉ cần suy đoán cũng biết bom gài dưới ghế. Rõ ràng vụ nổ lần này không phải khủng bố tập kích, đây là mưu sát. Người của phòng cảnh sát hình sự cũng nhanh chóng tiến đến. Nhưng đây không phải đội số 6 của Lãnh Băng Băng mà là đội số 1, người đầu lĩnh chính là Khâu Minh, kẻ ó quan hệ căng thẳng với Lãnh Băng Băng. Đội trưởng Lãnh đến nhanh quá nhỉ. Khi nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì Khâu Minh dùng giọng quái dị nói, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Đội trưởng Lãnh đang hẹn hò sao? Khâu Minh, tôi cảnh cáo anh đừng xen vào chuyện của tôi. Lãnh Băng Băng hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt Khâu Minh lộ ra vài phần đắc ý. Tất nhiên tôi sẽ không xen vào việc tư của đội trưởng Lãnh, bây giờ chúng ta bàn công việc, vụ án này đội một chúng tôi tiếp nhận, đội trưởng Lãnh, chỉ có thể đi hẹn hò được rồi. Khóe miệng Lãnh Băng Băng lộ ra nụ cười khinh thường, nàng xem thường loại đàn ông như đàn bà. Trước đó nàng cho rằng Khâu Minh là cảnh sát hình sự tương đối khá, nhưng bây giờ nàng thấy đối phương căn bản không có tư cách là đối thủ của mình, nói nhiều với người này chỉ giảm phẩm giá của chính mình mà thôi. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nàng bình thản nói. Chúng ta đi. Lãnh Băng Băng nói xong thì xoay người đi về phía xe của mình, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đi theo. Khâu Minh nhìn bóng lưng của Lãnh Băng Băng mà không khỏi có chút tức tối, hắn nghĩ rằng định khoe mẽ trước mặt đối phương, nào biết đối phương căn bản không muốn dây dưa, mà cảm giác có lực không thể dùng này làm hắn cảm thấy khó chịu.
chẳng phải là gái của phó chủ tịch tỉnh thôi sao, có gì hơn người chứ? Khâu Minh thầm oán trong lòng, hắn nghĩ đến vấn đề trước đó không lâu vị phó chủ tịch kia tự mình điện thoại cho hắn, để hắn tiếp nhận vụ này. Sự việc cứ như vậy thì quá tốt, sau này hắn sẽ có một ngọn núi để dựa vào, dù là Lãnh Băng Băng cũng phải cúi đầu. Khâu Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên đang theo sát Lãnh Băng Băng mà không khỏi có chút ghen ghét, tiểu tử kia lớn lên là dạng chó hình người, không ngờ cũng tán được Lãnh Băng Băng. Ngu như heo, gái của phó chủ tịch tỉnh cũng dở vào, chờ chết đi. Khâu Minh thầm mắng Hạ Thiên. Một con đàn bà dâm đãng mà thôi, đáng giá thỏ đầu vào sao? Dù chỉ là lời đồn nhưng Khâu Minh lại tin Lãnh Băng Băng là gái của vị phó chủ tịch tỉnh kia, nếu không Lãnh Băng Băng sao kiêu ngạo như vậy, năm xưa còn dám đánh cả phó chủ tịch thành phố. Nếu không có hậu trường thì cô ta được thăng chức vèo vèo ở cục công an được sao? Khâu Minh thầm oán Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, mà Lãnh Băng Băng lúc này cũng đã lên xe, nàng chở Hạ Thiên rời khỏi hiện trường vụ nổ. Vài phút sau bọn họ đã đi lại cổng vào công viên. Cảnh sát tỷ tỷ, chị còn muốn đi tản bộ sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn, trời đã khá tối, lúc này nếu cùng cảnh sát tỷ tỷ đi trong công viên và làm chút chuyện lén lút thì rất tốt. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó nàng đi về phía một sạp báo ở gần cổng công viên, chủ sạp báo là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Chào chị, tôi là cảnh sát. Lãnh Băng Băng đưa giấy chứng nhận ra. Tôi có chuyện muốn hỏi chị. Chào cô cảnh sát, có gì cứ hỏi. Bà chủ cửa hàng báo gật đầu. Vừa rồi có một chiếc xe Honda dừng ở vị trí kia, nói chung dừng gần một giờ, chị có nhớ gì không? Lãnh Băng Băng chỉ vào vị trí đỗ xe của Mã Nhị Cương trước đó. Điều này, trước đó có một chiếc dừng lại ở chỗ kia, tôi không biết xe gì, cũng không biết dừng bao lâu. Người phụ nữ trung niên nói. À, xin chị suy xét lại xem. Trong khoảng thời gian đó có ai leo lên xe hay không? Lãnh Băng Băng hỏi. Người đó lên xe rồi bỏ đi rất nhanh. Người phụ nữ trung niên cố gắng suy nghĩ một lúc, sau đó nàng lắc đầu. Cô cảnh sát, xấu hổ quá, tôi không quá chú ý, bình thường nơi đây luôn có xe đến xe đi, đôi khi tôi còn bán đồ uống, thật sự không có thời gian quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chương 113, lỗ tai ngàn mét. Chị gái, làm phiền chị xem lại. Cũng không nhất định có người lên xe, chuyện gì không bình thường cũng được. Lãnh Băng Băng vẫn còn chưa hết hy vọng. Đáng tiếc, người phụ nữ kia suy xét cẩn thận một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẻ mặt rất xấu hổ. Thật xin lỗi, nữ cảnh sát, tôi thật sự không rõ, không bằng chị đi hỏi người khác. Vậy cũng được, cảm ơn chị gái. Lãnh Băng Băng có chút thất vọng, tuy cửa ra vào thường có rất nhiều người nhưng những kẻ đứng cố định ở bên ngoài là rất ít. Nàng đã cẩn thận xem xét, gần khu vực này không có camera, nếu muốn biết có người tiếp xúc chiếc xe kia hay không là rất khó. Ngay sau đó Lãnh Băng Băng lại hỏi mười mấy người nhưng không thu hoạch được gì, khi rơi vào đường cùng thì nàng cũng chỉ còn cách bỏ đi. Lúc này nàng chở Hạ Thiên trực tiếp đi về bệnh viện phụ nhất. Có hai cảnh sát đứng canh gác ở lối đi nhỏ ngoài phòng bệnh của Vân Thanh, mà ở bên trong, Lý Bình đang cùng tán gẫu với nàng. Sau sự việc bọn cướp bắt con tin ở bệnh viện thì Lý Bình rất coi trọng những sự việc tương tự, hơn nữa lúc này là bảo vệ Vân Thanh, tất nhiên hắn phải tự mình ra trận, cũng không dám lười biếng. Đội trưởng, Hạ Thiên, các người đã tới. Khi thấy hai người Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên cùng nhau đi đến thì Lý Bình không khỏi có chút buồn bực, hôm nay hắn còn chưa quay về đồn, tất nhiên sẽ không biết những chuyện đã phát sinh. Lý Bình, anh ra ngoài, tôi có chút chuyện cần nói riêng với luật sư Vân. Lãnh Băng Băng lại quay sang Hạ Thiên, bộ dạng giống như mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Sao cậu còn lẽo đẽo theo tôi? Cảnh sát tỷ tỷ, chị còn chưa tan tầm, tất nhiên tôi phải theo chị. Hạ Thiên ra vẻ rất đương nhiên. Điều này có liên quan gì đến tôi? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì. Cảnh sát tỷ tỷ, chị không tan tầm thì sao tôi về nhà được? Ai nói sẽ cùng về nhà? Lãnh Băng Băng có chút căm tức. Người này không muốn buông tha cho mình sao? Lãnh Băng Băng phất phất tay mà không muốn tiếp tục dây dưa với Hạ Thiên. Tóm lại cậu ra ngoài trước, tôi và luật sư Vân có chuyện cần thương lượng. Được rồi, tôi sẽ chờ chị cùng đi. Hạ Thiên đáp ứng rất sảng khoái, sau đó hắn cùng Lý Bình rời khỏi phòng bệnh. Lãnh Băng Băng vừa xuất hiện thì Vân Thanh ý thức có biến cố xảy ra, lúc này Hạ Thiên và Lý Bình cũng đã ra ngoài, nàng hỏi ngay. Đội trưởng Lãnh, xảy ra chuyện gì? Mã Nhị Cương đã chết. Lãnh Băng Băng khẽ nói.
hắn bị người ta gài bom trong xe. Mã Nhị Cương sao? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi lớn. Là lái xe của Kỷ Nam. Đúng vậy, chính là lái xe của hắn. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Tôi nghi ngờ hắn ta bị giết người bịt miệng, vì vậy, luật sư Vân, nếu chỉ còn biết manh mối nào quan trọng thì mau nói ra, nếu không chỉ sợ chúng ta không còn tìm ra được chút chứng cứ nào khác. Đã muộn rồi, muộn mất rồi, Mã Nhị Cương chết thì chúng ta đã chẳng còn chứng cứ gì cả. Vân Thanh thì thào, nàng rất hối hận. Không thể ngờ, đúng là không ngờ, Kỷ Nam cũng không buông tha cho Mã Nhị Cương, đây là người đã theo Kỷ Nam 20 năm. 20 năm. Lãnh Băng Băng chợt kinh ngạc, dù nàng biết Mã Nhị Cương là lái xe của Kỷ Nam từ rất lâu nhưng cũng không ngờ lâu như vậy. Không sai, là 20 năm, 20 năm trước, khi Kỷ Nam chỉ là một chủ tịch thị trấn thì Mã Nhị Cương đã đảm nhiệm chức lái xe của hắn. Sau đó dù Kỷ Nam đi đến đâu thì cũng mang theo Mã Nhị Cương, thậm chí người ta còn nói người Kỷ Nam tín nhiệm nhất không phải là vợ cũng chẳng phải con mà là tài xế, là Mã Nhị Cương. Vân Thanh cắn răng. Mã Nhị Cương nhìn có vẻ thật thà phúc hậu nhưng đã làm không ít chuyện cho Kỷ Nam. Luật sư Vân, tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc quan hệ giữa Kỷ Nam và Lê San là thế nào? Lãnh Băng Băng trầm ngâm một chút rồi hỏi, cuối cùng cũng động vào vấn đề mấu chốt. Vân Thanh lắc đầu, nàng có vẻ rã rời. Thôi bỏ, Lê San đã chết rồi, tôi không muốn bôi xấu cô ấy vào lúc này. Mã Nhị Cương đã chết, vụ án này dù tiếp tục điều tra thì tôi và chị cũng không còn chứng cứ. Tất đều do Mã Nhị Cương làm, đội trưởng Lãnh, kết thúc thôi. Lãnh Băng Băng không khỏi nhíu mày. Luật sư Vân, chỉ cứ buông tay như vậy sao? San San từng nói với tôi một câu, những người như chúng ta không đấu lại hắn. Lúc đó tôi không tin, bây giờ tôi mới biết San San nói không sai, chúng ta quả thật không đấu lại hắn. Vân Thanh nở nụ cười khổ sở. Đội trưởng Lãnh, tôi khuyên chị nên bỏ vụ này, tôi bị tai nạn xe, Mã Nhị Cương vừa bị gài bom bỏ mạng. Chị cũng đừng xen vào, không đáng đâu. Luật sư Vân, tôi là cảnh sát hình sự, nếu có người hành hung thì phải đi điều tra. Nếu chị thật sự muốn lấy lại lẽ phải cho bạn bè thì đừng nên giấu giếm với tôi. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Đội trưởng Lãnh, chị coi như tôi chưa từng nói gì. Vân Thanh khẽ nói. Luật sư Vân, tôi hy vọng chị xem xét lại, nếu chị thay đổi ý kiến thì nhớ điện thoại cho tôi. Lãnh Băng Băng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Vân Thanh là luật sư, không phải loại người dễ bị thuyết phục, nếu cứ ở bên cạnh thuyết phục thì chẳng bằng để Vân Thanh ở lại tự suy xét. Vân Thanh gật đầu, bây giờ đầu óc nàng có chút rối, quả thật cần phải suy xét. Mã Nhị Cương chết đi đã hoàn toàn làm nàng rối loạn, nàng đã điều tra kỹ càng về Kỷ Nam, suy đoán nhiều khả năng, nhưng nàng không ngờ Kỷ Nam sẽ ra tay với Mã Nhị Cương. Lãnh Băng Băng cũng không ở lại lâu, nàng đứng dậy đi ra. Lý Bình, cho người của anh giữ vững tinh thần. Ngàn vạn lần đừng để cho luật sư Vân xảy ra chuyện không may. Lãnh Băng Băng phân phó một câu, sau đó nàng rời khỏi bệnh viện, mà Hạ Thiên tiếp tục theo sau. Khi mở cửa xe thì Lãnh Băng Băng lập tức nhận được cuộc điện thoại mà nàng không muốn nghe. Có chuyện gì? Giọng nói của Lãnh Băng Băng càng thêm lạnh lùng. Có phải cô còn điều tra vụ án kia không? Giọng nói trong điện thoại rất nghiêm túc. Không liên quan đến ông. Lãnh Băng Băng lập tức phản pháo. Người trong điện thoại chợt thở dài. Tôi cũng biết cô không dễ gì bỏ qua, nhưng này, Băng Băng, đã nhiều năm rồi, cô nghe tôi nói một lời, lần này không cần điều tra vụ này, được không? Sao tôi phải nghe lời ông? Ông có tư cách gì để tôi phải nghe theo? Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Khi tôi còn bé thì ông không quan tâm, bây giờ tôi cũng không cần ông quan tâm. Lãnh Băng Băng nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, nàng nhớ đến người mẹ đã chết trong uất ức. Nàng nhớ đến tuổi thơ u ám của mình, vì vậy mà không khỏi sinh ra hận ý với người đàn ông kia. Cảnh sát tỷ tỷ, người điện thoại cho chị là bố chị sao? Bên cạnh vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng đột nhiên quay đầu, nàng giống lên với Hạ Thiên. Tôi không có cha. Hạ Thiên không tức giận, hắn chỉ cười hì hì với Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi cũng không có cha. Lãnh Băng Băng có chút sững sờ. Không biết vì sao lúc này lửa giận của nàng chợt tan biến. Trước đó nàng từng nghĩ sẽ điều tra về tình cảnh của Hạ Thiên, nhưng đối phương như đá đột nhiên xuất hiện trong khe, vì vậy bây giờ nàng không khỏi hòa hoãn trở lại, nàng chủ động hỏi. Sao cậu không có cha? Tôi cũng không nhớ rõ, đại sư phụ nói cha mẹ không quan tâm đến tôi, bọn họ ném tôi trên đường, nhưng tôi không tin,
tôi nhớ khi mình đi nhà trẻ thì bỏ trốn cùng thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên gãi đầu, chuyện còn bé bây giờ quá mơ hồ, ký ức còn sót lại chính là thời điểm nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ. Cậu nói mình không có cha mà cũng chẳng có mẹ sao? Lãnh Băng Băng cũng nao nao, lưu manh này là cô nhi sao? Hạ Thiên cười hì hì. Đúng vậy, nhưng tôi có thần tiên tỷ tỷ, cũng không có ai ức hiếp tôi, vì vậy, cảnh sát tỷ tỷ, chị không có cha cũng không sao, còn có tôi, nếu ai ức hiếp chị thì tôi sẽ đánh hắn. Vậy cậu nên tự đánh mình trước đi. Lãnh Băng Băng tức giận nói, đáng lý ra vừa rồi nàng còn có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng lúc này nàng cũng không quá oán hận Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cảnh sát tỷ tỷ, như vậy không được, tôi đánh mình thì rõ ràng là tự mình hại mình. Tam sư phụ nói đàn ông mà tự hại mình chính là biểu hiện nhu nhược, tôi không phải đàn ông nhu nhược. Lãnh Băng Băng có chút buồn bực, nhưng nàng đột nhiên phát hiện ra mình rất tán thành những lời nói của Hạ Thiên. Đúng rồi, cảnh sát tỷ tỷ, Kỳ Nam là ai? Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hắn nhịn không được phải hỏi. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. Cậu nghe ai nói đến cái tên này? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, vừa rồi chị nói với chị Vân Thanh mà. Cái gì? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi cậu nghe lén sao? Không có. Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng. Tai tôi rất thính, dù cách xa nhưng tôi vẫn nghe thấy, hai người nói chuyện khá gần, tất nhiên tôi nghe thấy rõ ràng. Sao cậu không nói mình có thiên lý nhĩ? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên chân thành uốn nắn. Cảnh sát tỷ tỷ, không phải là thiên lý nhĩ, phải là tai ngàn mét. Nếu tôi chăm chú thì những người nói chuyện trong phạm vi ngàn mét đều rõ ràng. Lãnh Băng Băng chợt im lặng, lưu manh này rốt cuộc có phải là người không? Hắn không phải là yêu quái đấy chứ? Hạ Thiên cũng truy vấn. Cảnh sát tỷ tỷ, chị còn chưa nói cho tôi biết, Kỳ Nam rốt cuộc là ai? Sao chị Vân Thanh lại sợ hắn? Lãnh Băng Băng chậm rãi thở ra một hơi, nàng dùng giọng trầm thấp nói. Kỳ Nam là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Bình Hải. À, chỉ là phó chủ tịch mà thôi, chị Vân Thanh sợ hắn làm gì? Lãnh Băng Băng chợt sinh ra một xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, phó chủ tịch tỉnh thôi là sao? Nghe lời này thì người ta còn tưởng hắn là chủ tịch nước. Cậu ngu thật hay giả vờ ngu? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có biết một phó chủ tịch thường vụ tỉnh có bao nhiêu quyền lợi không? Dù là Vân Thanh thì người ta chỉ cần nói một câu cũng rơi vào tình cảnh sống chết khó lường. Hạ Thiên có chút không cho là đúng, nhị sư phụ đã từng xử lý hai lão tổng thống. Chương 114, cùng người đẹp đi gặp người đẹp. Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Lãnh Băng Băng hừ một tiếng nói. Thôi bỏ đi, cậu đúng là ngu ngốc, bây giờ cũng không còn sớm, tôi phải về nhà nghỉ ngơi, cậu xuống xe đi. Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ vẫn còn sớm, mới hơn 8 giờ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Lãnh Băng Băng cắn răng nói. Hôm nay tôi ngủ sớm một chút không được sao? Cảnh sát tỷ tỷ, ngủ quá sớm sẽ rất dễ mất ngủ. Hạ Thiên ra vẻ quan tâm. Tôi đã mất ngủ từ lâu rồi. Lãnh Băng Băng căm giận nói. Thật vậy sao? Hạ Thiên ra vẻ cao hứng. Thật tốt quá, cảnh sát tỷ tỷ. Em với chị mà ngủ cùng một chỗ, em sẽ bảo đảm chị không mất ngủ. Cậu, Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không thể khống chế được, nàng giống lên với Hạ Thiên. Đồ lưu manh, cậu không cần phải tiến một tấc muốn lên thêm một thước. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi thật sự có thể chữa chứng mất ngủ, chỉ cần để cho tôi. Hạ Thiên còn muốn giải thích. Lãnh Băng Băng đạp Hạ Thiên xuống xe. Cậu xuống xe cho tôi. Một đá của Lãnh Băng Băng không thất bại nhưng lại trúng ngay tay của Hạ Thiên. Được rồi, cảnh sát tỷ tỷ, vài ngày nữa tôi sẽ chữa chứng mất ngủ cho chị. Hạ Thiên buông chân của Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn đẩy cửa xuống xe. Tuy hắn rất muốn đi theo Lãnh Băng Băng nhưng bây giờ nàng đang rất tức giận, hắn thấy không nên gò ép. Hạ Thiên vừa xuống xe thì Lãnh Băng Băng đã khởi động xe chạy đi như bay, bộ dạng giống như rất sợ Hạ Thiên sẽ đuổi theo. Hạ Thiên đứng yên tại chỗ mà có chút buồn bực, hắn đi theo cảnh sát tỷ tỷ vài giờ, lúc nãy vừa có cơ hội chụp chân của nàng sờ soạng nhưng không được đụng đến tay, đúng là thất bại thảm hại. Ủa, Hạ Thiên sao? Sau lưng vang lên một âm thanh kinh ngạc. Hạ Thiên nghe được âm thanh này cũng rất vui sướng, hắn xoay người lại thì đúng lúc nhìn thấy tiên nữ Liễu Vân Mạn đang đứng đó.
Chị Vân Mạn, chị tan tầm rồi à? Hạ Thiên hỏi. Ừ, vừa tan tầm. Liễu Vân Mạn gật đầu. Hạ Thiên, cậu đến tìm tôi sao? Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, hắn lập tức gật đầu. Đúng vậy, chị Vân Mạn, tôi đến tìm chị. Tuy bình thường Hạ Thiên rất thành thật nhưng ngẫu nhiên cũng có nói dối. Đại sư phụ đã nói, một người vĩnh viễn không biết nói dối thì chắc chắn là người điên, mãi mãi không nói láo thì là thằng ngốc. Hạ Thiên không điên mà cũng không ngu, vì vậy trong tất cả thời điểm hắn luôn thành thật, chẳng qua ngẫu nhiên cũng nói dối vài lượt. Gương mặt Liễu Vân Mạn lộ ra nụ cười ngọt ngào, rõ ràng rất vui vì lời nói dối của Hạ Thiên. Tôi đang định điện thoại cho cậu, không ngờ cậu đã đến. Liễu Vân Mạn có chút vui vẻ. Lên xe, đi cùng tôi đến một nơi. Hạ Thiên lên xe của Liễu Vân Mạn, xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện phụ nhất. Liễu Vân Mạn vừa lái xe vừa hỏi. Hạ Thiên, cô đang làm gì vậy? Chị Mộng đang học võ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao? Liễu Vân Mạn chợt ngây người. Học võ sao? Đúng vậy, chị Mộng nói muốn làm ma nữ đệ nhất thiên hạ, ngày nào cũng phải đi ức hiếp người, vì vậy mới học võ công. Hạ Thiên cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn chợt sinh ra cảm giác không muốn nói gì, nàng cảm thấy cô đúng là không thể làm cho người ta tỉnh tâm được. Lúc này nàng cũng không hỏi thêm điều gì, đối với nàng thì cô nhất định đang nhàm chán không có việc gì làm, nàng cũng không nghĩ rằng cô có thể trở thành cao thủ. Hạ Thiên, sao cậu không hỏi tôi sẽ đưa cậu đến chỗ nào? Liễu Vân Mạn di chuyển chủ đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Vân Mạn, dù chị đi đến tôi cũng tình nguyện đi theo. Một câu của Hạ Thiên rất tự nhiên, mà Liễu Vân Mạn nghe vào cũng cảm thấy bùi tai. Liễu Vân Mạn có chút trầm mặc, sau đó lại vui đùa hỏi. Tôi muốn lên núi đao xuống biển lửa thì cậu còn đi cùng không? Càng phải đi cùng vì núi đao biển lửa rất nguy hiểm. Hạ Thiên gật đầu chăm chú. Nếu tôi không đi thì chị sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng chị Vân Mạn cũng đừng sợ, thật ra núi đao biển lửa cũng chẳng là gì với tôi. Trong lòng Liễu Vân Mạn chợt bùng lên một cảm giác khác thường, nàng lắc đầu mà quyết định không tiếp tục dừng lại ở đề tài này, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Cậu yên tâm, tôi không cần cậu đi lên núi đao. Trước kia tôi du học ở Mỹ thì có quen với một người bạn, cô ấy tên là Isabella, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi đã 6 năm rồi chưa gặp mặt nhau. Bây giờ Isabella đột nhiên đến thành phố Giang Hải, cô ấy hẹn gặp tôi ở một quán bar, cô ấy hình như còn dẫn theo cả bạn trai. Trước kia tôi chưa từng đến quán bar, vì vậy mới gọi cậu theo cùng. Không thể không nói Liễu Vân Mạn thất bại trên phương diện giải trí, bây giờ nàng 25 tuổi nhưng còn chưa đi qua quán bar. Căn bệnh di truyền của gia tộc là gánh nặng của nàng, nàng căn bản không có thời gian đến quán bar để giải sầu, cũng vì vậy mà khi du học ở Mỹ thì nàng cũng không có nhiều bạn, mà Isabella là một người bạn chân chính. Nửa giờ trước nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Isabella, tất nhiên nàng sẽ rất vui mừng. Khi nghe nói Isabella muốn gặp mặt ở quán bar Mị Lực thì Liễu Vân Mạn cũng đồng ý không chút do dự, nhưng nàng không biết quán bar này nằm ở đâu, sau đó nàng hỏi một đồng sự trong bệnh viện thì biết nơi đó có hơi rối loạn. Người đồng sự cũng thật lòng nói cho nàng biết, đến những chỗ như vậy nên dẫn theo một hộ hoa sứ giả, tất nhiên người đồng sự kia muốn tiến cử hộ hoa sứ giả nhưng tiếc là nàng đã có sẵn nhân tuyển, người đó là Hạ Thiên. 9 giờ, Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đến quán bar Mị Lực, hai người dừng xe tiến vào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc phả vào mặt. Này, Vân Mạn, ở đây. Một người đẹp ăn mặt nóng bỏng lớn tiếng gọi, giọng nói của nàng rất dễ nghe nhưng cũng có hơi là lạ vì tiếng Trung nói vẫn còn ngượng. Nhưng điều này cũng là bình thường, đối với một người nước ngoài thì nói như vậy là rất tốt, không thể yêu cầu người ta như người trong nước được. Khi nhìn thấy người đẹp này thì Hạ Thiên rất tự giác nghĩ đến cô gái tóc tím nhìn thấy chiều hôm nay, người đẹp này không những có quả đầu tím như cô gái tóc tím. Hơn nữa lại ăn mặc rất khêu gợi, có chút tương tự cô gái tóc tím. Nàng mặc một chiếc áo da màu đen, bên dưới là một chiếc quần da màu đen, chân mang giày cao gót, nhưng điểm khác biệt chính là người đẹp này không mang tất chân. Nếu so sánh với cô gái hồi chiều thì ngực của người đẹp này khủng hơn, thiếu chút nữa đã ngang bằng núi đôi của cảnh sát tỷ tỷ. Tất nhiên cô gái tóc tím là người trong nước mà người đẹp này lại là người nước ngoài, hai bên có nhiều khác biệt, ví dụ như người đẹp này có cặp mắt màu xanh lam. Da cũng rất trắng, trắng tinh tươm. Isabella. Liễu Vân Mạn chạy vội về phía người đẹp, hai nàng ôm lấy nhau, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy ghen ghét người đẹp kia, ngay cả hắn cũng còn chưa được ôm chị Vân Mạn như vậy. Hai người đẹp ôm nhau cả phút đồng hồ,
mãi đến khi Hạ Thiên sắp sinh ra xúc động kéo cả hai ra thì Isabella mới buông Liễu Vân Mạn, cuối cùng cũng tách ra. Vân Mạn, giới thiệu cho bạn, đây là Hewitt, là bạn của tôi, theo tôi sang du lịch Trung Quốc. Isabella chỉ một người đàn ông ở bên cạnh, đó là một người đàn ông cao lớn, có chút anh tuấn, trên mặt là nụ cười mê người. Lúc này trong quán bar có rất nhiều phụ nữ chăm chú vào Hewitt, nếu không phải bên cạnh hắn có Isabella thì sợ rằng đã có hàng tá phụ nữ đến gần. Những năm gần đây người nước ngoài rất được tiếng, tất nhiên đàn ông nước ngoài cao lớn đẹp trai thì càng được nước hơn, những người phụ nữ chuyên săn tình một đêm trong quán bar tất nhiên đều coi Hewitt là mục tiêu tốt. Đáng tiếc là bên cạnh con mồi Hewitt lại chính là một Isabella xinh đẹp. Isabella quả thật rất đẹp, dung mạo không thua gì Liễu Vân Mạn, hơn nữa dáng người còn ngon hơn Vân Mạn. Tất nhiên người nàng không có khí chất thanh cao thoát tục như Vân Mạn nhưng sức quyến rũ bùng ra khó thể ngăn cản, điều này thật sự làm cho những tên đàn ông trong quán bar phải dục dịch, phụ nữ như vậy thật sự là đối tượng tốt để làm người tình một đêm. Bạn hay là bạn trai? Liễu Vân Mạn nhìn Hewitt cười nói. Bạn nam. Isabella cười quyến rũ, sau đó ánh mắt chuyển lên người Hạ Thiên, ánh mắt nàng có chút nghiền ngẫm. Vân Mạn, bây giờ bạn thật, láo lỉnh, không ngờ còn tán cả nam sinh. Liễu Vân Mạn còn chưa kịp trả lời thì Hạ Thiên đã mất hứng, hắn trừng mắt nhìn Isabella. Tôi không phải là nam sinh, tôi là người lớn. Hi hi, em trai, em nói em là người lớn, em chứng minh thế nào? Isabella hất bộ ngực khủng bố lên giống như muốn quyến rũ Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi không cần chứng minh với chị Vân Mạn biết là được rồi. Nói như vậy thì Vân Mạn đã chứng minh cậu là đàn ông đích thực rồi sao? Isabella khẽ cười. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Isabella. Được rồi, đừng làm rộn, đây là Hạ Thiên, là bạn của mình. Không đúng, là chồng. Hạ Thiên ở bên cạnh uốn nắn. Hi hi, Vân Mạn, cậu đúng là trâu già gặm cỏ non. Isabella nghe thấy tên Hạ Thiên thì trong mắt chợt bùng lên vẻ kinh ngạc khó phát giác, nhưng ngay sau đó nàng đã khôi phục lại như thường. Isabella, đừng làm dối nữa, tôi còn chưa hỏi bạn, sao bạn lại đến đây? Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Isabella. Isabella cười hì hì. Mình đến du lịch, trước đó bạn đã nói là ở đây, vì vậy mình mới đến đây. Phải không đấy? Liễu Vân Mạn có chút nghi ngờ. Thời tiết này không thích hợp để du lịch. Bây giờ rất nóng. Này, Vân Mạn, bạn có muốn gặp lại mình không đấy? Isabella nhìn Hạ Thiên, nàng lại cười hì hì. Chẳng lẽ mình vừa đến đây và quấy rầy tuần trăng mật của hai chị em? Nếu như vậy thì mai mình sẽ đi sớm. Mình thấy bạn mới đến đây hưởng tuần trăng mật. Liễu Vân Mạn tức giận nói. 6 năm qua bạn đi đâu? Sao không có chút tin tức nào? Chương 115, em thích ngực chị. Gương mặt Isabella lập tức giống như ăn phải mướp đắng. Vân Mạn, bạn cũng đừng hỏi những chuyện này, mình nghĩ về những năm qua mà thấy rất đau đầu, sau này mình sẽ nói cho cậu biết, đêm nay chúng ta uống chút rượu tâm sự. Isabella cũng không quan tâm đến vấn đề Liễu Vân Mạn có đồng ý hay không, nàng lập tức vẫy tay với quầy bar. Đưa đến một tá bia. Bia nhanh chóng được đưa đến, Isabella san một nửa cho Liễu Vân Mạn. Vân Mạn, chúng ta đã 6 năm chưa gặp. Mỗi người uống 6 chai nhé. Hai người đàn ông Hạ Thiên và Hewitt bị Isabella trực tiếp xem nhẹ, nhưng Hewitt thì cũng không sao, mà Hạ Thiên tất nhiên cũng không quản. Hắn không thích uống bia, vì thứ này uống không ngon bằng hầu nhi tử trên núi, cũng thua xa rượu trái cây của thần tiên tỷ tỷ. Isabella, bạn biết mình tửu lượng rất thấp. Liễu Vân Mạn có chút bất mãn. Không sao, không phải uống rượu có người đưa về sao? Isabella cười hì hì. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Em trai, chị cho em cơ hội vàng, Vân Mạn sẽ uống say, sau đó cậu đưa về, tối nay tha hồ sướng. Gương mặt Liễu Vân Mạn chợt đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Isabella. Bạn có ý kiến trời ơi gì vậy? Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Isabella. Đừng gọi tôi là em trai. Vậy chị phải gọi thế nào? Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên. Nếu không thì chị và Vân Mạn sẽ cùng gọi cậu là chồng nhỏ nhé. Chị có thể gọi tôi là chồng, không được phép cho chữ nhỏ vào. Hạ Thiên nhìn Isabella. Nếu không tôi sẽ đánh vào mông. Hi hi, Vân Mạn, chồng nhỏ này muốn, vượt rào, rồi kìa. Isabella lập tức tố cáo với Vân Mạn. Đét! Isabella vừa dứt lời thì cảm thấy dưới mông truyền lên cảm giác nóng nóng khác thường,
đồng thời bên tai còn vang lên âm thanh bất mãn của Hạ Thiên. Tôi đã nói chị đừng cho vào chữ nhỏ. Cậu. Isabella lập tức vừa thẹn vừa giận, người này dám đánh mông nàng sao? Ha ha ha, chết cười. Liễu Vân Mạn cười đến run cả người. Isabella, trước nay cứ hay trêu đùa đàn ông, bây giờ thấy có hại chưa? Isabella không khỏi dậm chân. Vân Mạn, bạn không biết quản chồng sao? Isabella ngã một lần và khôn ra, bây giờ cũng không dám bỏ thêm chữ nhỏ. Liễu Vân Mạn ra vẻ xem kịch hay. Mình mặc kệ, thấy bạn có hại thì mình vui sướng còn chưa kịp nữa là. Tốt, bạn muốn hả hê phải không? Isabella khẽ cắn môi. Uống bia. Sao? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không vui nổi, vẻ mặt nàng rất đau khổ, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Isabella. Không uống được không? Không. Isabella phản đối. Mình uống một chai nhé. Liễu Vân Mạn dùng giọng năn nỉ nói, một chai nàng còn miễn cưỡng chống đỡ, nếu sáu chai thì sẽ mềm nhũn, đến lúc đó sợ rằng Hạ Thiên sẽ thích làm gì thì làm. Hừ hừ. Isabella tỏ ra đắc ý, sau đó lại từ chối. Tất nhiên là không được, uống nhanh lên. Isabella cầm một chai bia cạn sạch, sau đó lại đến chai thứ hai, cứ như vậy mà đến chai thứ ba thứ tư. Cuối cùng nàng uống hết sáu chai vào bụng, Hạ Thiên không khỏi trợn mắt nhìn, chiếc bụng nhỏ nhắn kia chứa đủ số sao. Liễu Vân Mạn không khỏi xoa xoa đầu, không biết có phải ảo giác hay không mà đầu nàng lại đau. Isabella chết tiệt, nàng ta hoàn toàn muốn làm mình quá chén. Tuy có Hạ Thiên bên cạnh thì say sẽ không bị ai sàm sỡ, nhưng Hạ Thiên sẽ là nhân vật sàm sỡ số một. Mấy ngày nay Liễu Vân Mạn luôn nghĩ về vấn đề này, trước đó nàng đã hạ quyết tâm ủy thân cho Hạ Thiên, bây giờ Hạ Thiên còn chưa chữa bệnh cho em gái con Tam Thúc, nhưng điều này chỉ trách Tam Thúc không chịu bỏ tiền, không thể trách Hạ Thiên không tuân thủ lời hứa. Nàng vốn thực hiện lời hứa, nhưng bây giờ cô ở cùng với Hạ Thiên, nàng không thể không suy xét lại. Nếu không có cô, tối nay Hạ Thiên thật sự chiếm tiện nghi thì Liễu Vân Mạn cũng cảm thấy không sao, thân thể nàng vẫn luôn thuần khiết, đúng là tiện nghi cho một người đàn ông, tiện nghi cho sắc lang Hạ Thiên. Trong lòng nàng cũng không cảm thấy quá uất ức, dù sao tiểu sắc lang này cũng là thần y, nàng cũng là bác sĩ, xét theo khía cạnh này thì hai người cũng xứng đôi. Liễu Vân Mạn còn đang suy nghĩ vấn vương thì Isabella đã thúc giục. Vân Mạn, nhanh lên, uống cạn đi, nếu không uống thì không xem mình là bạn, mai mình sẽ đi. Isabella nói ra những lời này thì Liễu Vân Mạn biết rõ hôm nay mình khó tránh khỏi, vẫn phải uống, nhưng nàng vẫn chưa hết phương án. Isabella, mình thật sự không uống được nhiều như vậy một lúc, thế này nhé, mình uống trước một chai, sau đó sẽ chậm rãi uống, thế nào? Được rồi, nể mặt bạn bè, mình không làm khó bạn. Isabella cười hì hì, ra vẻ rộng lượng. Liễu Vân Mạn liếc mắt, không làm khó bạn mà vậy sao? Nếu không sao ép nàng uống. Liễu Vân Mạn cầm lấy một chai bia, nàng khẽ cắn môi, rồi uống ực ực xuống bụng. Ngay sau đó trong dạ dày chợt bốc lên lửa nóng, nàng chợt chóng mặt, vì vậy mà không khỏi lắc đầu. Tửu lượng của mình thật sự không chút tiến triển. Liễu Vân Mạn nói một câu rồi nghiêng đầu, ngay sau đó ngã vào lòng Hạ Thiên. Isabella chợt ngẩn ngơ, tuy nàng biết tửu lượng của Liễu Vân Mạn rất kém, năm xưa được nói là, đô một ly, nhưng bây giờ cũng cảm thấy bất ngờ, nhanh như vậy sao? Nhưng trước đó Liễu Vân Mạn uống một ly đã say, bây giờ uống một chai đã say, cũng là bình thường mà thôi. Hạ Thiên, đưa chị, về nhà. Gương mặt vốn trắng nõn của Liễu Vân Mạn chợt đỏ hồng, ánh mắt lờ đờ mê ly. Không cho phép, làm bậy. Hi hi, cậu thích làm gì thì cứ tự nhiên, Vân Mạn sẽ nhanh chóng xỉn quắc cần câu thôi. Isabella ở bên cạnh giật dây Hạ Thiên. Không cần phải, nghe cô ấy. Liễu Vân Mạn dùng giọng nỉ non nói. Hạ Thiên, cậu phải chờ chị tỉnh, lúc chị tỉnh sẽ cho cậu. Chị Vân Mạn, chị nhớ nhé. Hạ Thiên nói với Liễu Vân Mạn ở trong lòng. Liễu Vân Mạn ngược lại còn có thể nói chuyện, nhưng đầu lưỡi bắt đầu díu lại. Chị đã nói. Tất nhiên là chắc chắn. Liễu Vân Mạn vừa nói dứt lời thì cảm thấy một luồng khí mát lạnh phóng vào người, luồng khí này chạy khắp toàn thân. Khoảnh khắc sau Liễu Vân Mạn đã phát hiện mình không còn cảm giác say, đầu lưỡi không díu lại, cơ thể giống như còn thoải mái hơn trước lúc uống bia. Tôi đây là... Liễu Vân Mạn đứng thẳng người trong lòng Hạ Thiên, nàng khó tin mà đi lại vài bước, sau đó cuối cùng cũng tin mình đã tỉnh táo trở lại trong trạng thái say rượu. Chị Vân Mạn,
chị nói rồi đấy nhé, không được phép nuốt lời. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Tôi vừa nói cái gì? Gương mặt Liễu Vân Mạn vốn đã khôi phục lại trạng thái trắng nõn, khoảnh khắc này lại đỏ bừng. Lúc này nàng không phải say rượu mà ngại ngùng, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Hạ Thiên lại muốn mình giữ lời, vì nàng vừa nói khi mình tỉnh thì sẽ cho hắn, nhưng nàng nào ngờ mình tỉnh lại nhanh như vậy. Isabella cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau nàng chỉ vào Liễu Vân Mạn với vẻ mặt tức giận. Tốt, Vân Mạn, bạn rõ ràng gạt mình. Mình không giả vờ say, vừa rồi là say thật. Liễu Vân Mạn vội vàng giải thích. Người như cậu mà dám nói vừa rồi mới say sao? Isabella trừng mắt nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn thấy Isabella không tin thì dứt khoát cầm lấy một chai bia ực uống cạn, chưa đến một phút sau nàng đã ngã vào ngực Hạ Thiên. Isabella, bạn xem mình có phải giả say không? Liễu Vân Mạn lợi dụng lúc còn thanh tỉnh mà hỏi Isabella. Isabella quay đầu lại kiểm tra rất chân thành, sau đó nói thầm một câu. Đúng là say thật. Hạ Thiên, cứu tỉnh. Liễu Vân Mạn nói, nàng biết rõ người giúp mình là Hạ Thiên. Quả nhiên Liễu Vân Mạn vừa nói xong thì khí tức mát lạnh đã phóng vào trong người, chưa đến một phút sau nàng đã tỉnh lại. Isabella, bây giờ bạn đã tin chưa? Liễu Vân Mạn nhìn Isabella đang ngây ngốc. Isabella dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, lúc này nàng đã tin Liễu Vân Mạn say và tỉnh lại như kỳ tích là nhờ người chồng nhỏ Hạ Thiên. Quả nhiên không phải người thường. Isabella thầm nghĩ, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Cậu nhỏ đẹp trai, nói cho chị biết. Đét. Hạ Thiên vỗ lên mông Isabella không chút do dự, sau khi thử cảm giác tuyệt vời trên cặp mông co giãn của Mộc Hàm thì Hạ Thiên lại sinh ra cảm giác thích đánh vào mông phụ nữ. Không nên bỏ vào chữ nhỏ, chỉ có thể gọi tôi là anh đẹp trai. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Isabella. Gương mặt Isabella trở đỏ hồng, bị một người đàn ông đánh lên mông nhiều lần thì nàng cũng không thể thở ơ, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Anh đẹp trai, thích mông của chị sao? Lời này rất mập mờ, Liễu Vân Mạn ở bên cạnh nghe thấy vậy mà cảm thấy mặt nóng lên, Isabella chết tiệt, đúng là thứ gì cũng nói được. Hạ Thiên nhìn Isabella, hắn dùng giọng chân thành nói. Thật ra tôi thích ngực của chị hơn. Anh đẹp trai, thích sờ ngực chị không? Isabella hét ngực lên, lúc này bộ ngực càng thêm hùng vĩ, càng ưỡn ra. Tất nhiên rồi. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng cũng không được động vào tùy tiện. Không sao, chị không quan tâm. Isabella lại hét ngực lên. Isabella, bạn làm gì thế? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không nhịn được, tuy Isabella giống như nữ sắc lang như trước, nhưng nàng chưa thấy Isabella giống như bây giờ. Khi thấy Hạ Thiên thật sự muốn sờ ngực Isabella thì Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải véo hông hắn, nàng sẳng giọng. Hạ Thiên, không được phép sờ ngực bạn ấy. Chương 116, sờ ngực trước mặt mọi người. Hi hi, Vân Mạn, bạn ghen sao? Isabella giả vờ rất vui vẻ. Liễu Vân Mạn trừng mắt. Isabella, bạn trai của bạn còn ở bên cạnh, bạn không thể đứng đắn một chút sao? Vân Mạn, Hewitt không phải là bạn trai của mình. Isabella lắc đầu, sau đó nàng nở nụ cười yêu kiều với Hạ Thiên. Này cậu đẹp trai, Vân Mạn đang ghen, cậu còn dám sờ không? Tất nhiên Hạ Thiên còn dám sờ, còn gì hắn không dám làm. Hắn nhìn về phía Isabella rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc. Chị cho tôi sờ sao? Hi hi, cậu đẹp trai, cậu thấy chị ưỡn ra không, cậu còn chưa dám à? Isabella lại ưỡn bộ ngực hùng vĩ lên, thân thể còn hơn nghiêng về phía trước. Thiếu chút nữa thì cặp núi khủng bố ép lên tay Hạ Thiên. Isabella, đừng nói mình không cảnh cáo bạn, bạn tốt nhất đừng đùa với lửa, sẽ có phiền phức lớn. Liễu Vân Mạn nhìn không được phải nhắc nhở cô bạn thân, vì nàng tin Hạ Thiên tuyệt đối sẽ dám sờ. Isabella rõ ràng không để ý đến Liễu Vân Mạn, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Cậu đẹp trai, cậu phải hiểu rõ, nếu sờ tôi thì sau này không được sờ Vân Mạn. Hạ Thiên nhìn Isabella. Hắn dùng giọng chăm chú nói. Chị cũng phải hiểu rõ, nếu tôi sờ chị thì sau này phải làm vợ tôi, sau này không được đến những chỗ thế này, cũng không được dùng những lời lẽ thế này để dụ đàn ông, nếu không tôi sẽ đánh đít, đánh đến lúc nghe lời mới thôi. Phì! Isabella cười ra tiếng. Cậu đẹp trai, cậu quá hài hước, chỉ sờ một cái mà thôi, chị sẽ không bắt cậu phải phụ trách. Là chị được tôi phụ trách, tôi sờ ngực chị phải làm vợ tôi.
không được thay đổi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hi hi, Vân Mạn, chồng nhỏ của cậu rất biết nói đùa. Isabella cười đến mức thân thể mềm mại khẽ run, bộ ngực cao vút cũng lắc lư, càng thêm mê người. Đét, chữ nhỏ của Isabella đã gây họa, Hạ Thiên lại vỗ vào mông nàng, mà bàn tay trái còn lại cũng vươn ra, sau đó đặt lên bộ phận cao nhất trên ngực nàng. Isabella đang cười ngất ngưỡng trợn tròn xoe mắt, miệng há hốc, cuối cùng cũng không cười nổi. Trước ngực truyền đến cảm giác khác thường làm nàng chợt trở nên mê muội, một bàn tay nóng hổi đang đặt lên ngực, hơn nữa còn dùng sức bóp vài lượt, những luồng khí mát lạnh và nóng hừng hực từ bàn tay xuyên vào thân thể nàng. Khoảnh khắc này cảm giác tê tê dại dại chợt bùng ra khắp người, điều này làm cho thân thể nàng nhũn cả ra. Cậu làm thật. Isabella cúi đầu nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang tận tình xoa bóp ngực mình, sau đó lại nhìn chủ nhân của bàn tay, vì vậy mà sinh ra cảm giác khó thể tin. Nàng có thói quen đùa giỡn đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên để đối phương thực hiện được, điều này làm nàng nghĩ mãi không ra, trước kia cũng không phải chẳng có đàn ông muốn nàng, nhưng người ta chưa kịp đụng vào thì nàng đã tránh khỏi, mà vừa rồi sao nàng không kịp phản ứng. Chị Isabella, sau này chị sẽ được tôi phụ trách. Hạ Thiên cười hì hì với Isabella. Nhớ kỹ, sau này phải gọi tôi là chồng, không được cho thêm chữ, nhỏ, nếu không tôi sẽ đánh đít chị. Isabella rụt người lại, bộ ngực cao vút chợt thoát khỏi sự khống chế của Hạ Thiên, nhưng gương mặt trắng như tuyết của Isabella đã đỏ hồng. Nàng đột nhiên cầm lấy một chai bia rồi ngửa cổ uống cạn, sau đó mới có chút tỉnh táo. Isabella, vừa rồi mình đã cảnh cáo bạn, để bạn đừng đùa với lửa, bây giờ thì hối hận chưa? Liễu Vân Mạn nhìn thấy tình cảnh này thì cũng dở khóc dở cười, Hạ Thiên này là sắc lang, quả nhiên đúng như lời của nàng, hắn thật sự dám bóp hàng của mình. Isabella cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, vẻ mặt khôi phục lại như thường, nàng cười với Hạ Thiên. Ai nói chị hối hận, chồng à, chồng sợ chị, chồng phải phụ trách đấy nhé. Isabella gọi một tiếng chồng rất quyến rũ, điều này làm cho Liễu Vân Mạn có chút cảm giác sờn tóc gáy. Hạ Thiên thì rất sướng. Hắn cười hì hì với Isabella rồi gật đầu không chút do dự. Tốt, tôi sẽ phụ trách. Chồng, vậy bây giờ chồng đã có chị, có chia tay Vân Mạn không? Isabella vừa nói vừa nhìn Liễu Vân Mạn ở bên cạnh, nàng bắt đầu trả thù. Lúc này Hạ Thiên vẫn trả lời không chút do dự. Không. Chồng, vậy chồng muốn chơi, song phi, với chị và Vân Mạn sao? Như vậy không được tốt lắm. Isabella cười hì hì. Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn lại nhìn Isabella, sau đó hắn nói. Tôi thấy ý kiến này được đấy. Cậu! Isabella có chút tức giận, người này còn cảm thấy như vậy là rất tốt sao? Isabella, bạn cũng đừng nên như vậy. Liễu Vân Mạn nhìn không được phải khuyên nhủ. Trước mặt Hạ Thiên mà dùng những chiêu thức đó thì không hiệu quả. Isabella đã không còn quyến rũ như vừa rồi, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lam. Này, mình nói này Vân Mạn. Đây rốt cuộc có phải đàn ông của bạn không? Bạn không quản hắn sao? Bây giờ cậu ấy là đàn ông của bạn. Liễu Vân Mạn cười khổ, đừng nói Hạ Thiên còn chưa là đàn ông của nàng, dù là thật thì nàng cũng không cần hắn quản. Nếu yêu một người bình thường thì không sao, đáng sợ là Hạ Thiên có năng lực thích làm gì thì làm, mà Hạ Thiên lạ là loại người như vậy. Nhưng Liễu Vân Mạn cũng không có bao nhiêu cảm giác đồng tình với Isabella, trước kia đối phương dùng cách đùa giỡn đàn ông để kiếm nguồn vui. Bây giờ ăn quả đắng thì xem như nhận lấy bài học. Dù Hạ Thiên bây giờ không bị hại nhưng trước đây đã có rất nhiều đàn ông bị Isabella làm cho xấu hổ. Không chơi nữa, chúng ta đi thôi. Tâm tình của Isabella không tốt, cũng không còn hứng thú, nàng bắt chuyện với một nhân viên quán bar. Này, tính tiền. Người đẹp, sao đi sớm thế? Một âm thanh đột ngột vang lên bên cạnh. Đúng vậy, người đẹp, bây giờ còn sớm, sao đi sớm thế? Một âm thanh khác vang lên phụ họa. Isabella quay đầu nhìn, thì ra là hai tên thanh niên, tóc nhuộm vàng, ánh mắt lại không an phận mà quét lên người nàng, sau đó dừng lại trên bộ ngực cao ngất, trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra. Isabella vốn tâm tình cũng không tốt, khi thấy ánh mắt dâm dục của hai tên thanh niên thì càng mất hứng, nàng quát lên một tiếng yêu kiều. Tôi có đi hay không liên quan gì đến hai cậu? Người đẹp rất cay độc, anh thích. Một tên thanh niên huýt sáo nói. Nhưng tiếng huýt sáo bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc lấn át, không có vài người nghe thấy. Này người đẹp nước ngoài, uống với anh vài ly nhé. Một tên thanh niên khác cười hì hì nói.
Isabella định nổi giận nhưng trong đầu lại đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nàng cười quyến rũ. Mời chị uống sao, tôi thì không sao, nhưng vấn đề này phải hỏi chồng chị xem có đồng ý không đã. Hai tên thanh niên nhìn về phía Hewitt nãy giờ vẫn trầm mặc, mà Isabella lại chỉ về phía Hạ Thiên. À, đây là chồng chị rất hẹp hòi, chị sợ chồng sẽ không cho phép mình đi uống rượu với hai cậu. Này anh bạn! Một tên thanh niên chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn đối phương. Ai là anh bạn của mày? Này, thằng khốn, nể mặt mà không biết điều hả? Một tên thanh niên chợt nổi giận. Cương ca vừa ý người đẹp này, nếu mày biết điều thì ngoan ngoãn cút đi. Hổ tử, cô nàng này cũng đẹp, khá giống ngôi sao, kéo cô nàng này lên giường luôn. Tên thanh niên bị Hạ Thiên trừng mắt nhìn lại thấy Liễu Vân Mạn, nước miếng lập tức chảy ròng ròng. Hạ Thiên không nói gì, hắn tung một đấm đánh bay tên này, sau đó tung một đá đánh văng tên khác. Khoảnh khắc này nam nữ trong quán ba được thưởng thức tình cảnh người bay trên không trung, hai tên thanh niên trực tiếp văng vào sàn nhảy, cũng không nện vào người nào nhưng làm cho đám nam nữ đang nhảy phải hoảng sợ, có mấy người thét lên chói tai. Á! Ánh mắt xanh lam của Isabella chợt lóe lên cái nhìn quái dị, biểu hiện của Hạ Thiên đã vượt qua dự đoán của nàng, mà vô tình nàng càng thêm tò mò về đối phương. Quán ba đột nhiên an tĩnh trở lại, vì lúc này nhạc đã bị cắt, mọi người nhìn hai tên tóc vàng rên rỉ trên sàn nhảy mà ý thức được có chuyện xảy ra. Những người thường xuyên đến đây đều biết khi có chuyện nên rời xa hiện trường, vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì mọi người chạy sạch, tất nhiên bọn họ cũng không rời khỏi quán ba, chẳng qua chỉ núp ở bốn phía xem náo nhiệt mà thôi. Hai thằng phế vật, đứng lên cho tao. Một tiếng quá khẽ vang lên, chỉ thấy một tên đàn ông mặt đen cao 1m9 đi vào sàn nhảy. Hắn quát lên tức tối với hai tên thanh niên. Hai tên kia cố gắng nhịn đau bỏ lên, hắn dùng ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn tên đại hán mặt đen. Cương ca! Đúng là loại bỏ đi, một chuyện nhỏ mà làm không xong. Tên đàn ông mặt đen hừ một tiếng. Cút cho tao! Vâng, cương ca! Hai tên thanh niên lên tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bỏ đi. Một ngọn đèn sáng rực chiếu đến bao phủ đám người Hạ Thiên. Đến lúc này bọn họ trở thành tiêu điểm của quán bar. Này, mấy người gây rối sao? Tên đàn ông mặt đen nhìn đám người Hạ Thiên rồi quát lên nghiêm nghị. Này, tắt đèn đi cho tao. Hạ Thiên rất bất mãn, ngọn đèn này quá chướng mắt, dù là hắn cũng không thích ứng. Tiểu tử, mày đừng quá kiêu ngạo, đây là quán bar tao mở được 5 năm, trước nay chưa từng có thằng nào bố láo ở đây. Tên đàn ông mặt đen hừ lên một tiếng. Nếu tao không cho mày một bài học thì người khác còn tưởng kim cương tao dễ ăn hiếp. Hạ Thiên thuận tay cầm lấy hai chai bia, hắn ném một chai về phía trước, chai bia này bay về phía bóng đèn đang phát sáng, mà chai bia còn lại thì phóng về phía tên đàn ông mặt đen. Bốp! Một chai bia đập lên bóng đèn, vòng sáng biến mất, mà chai bia khác lại đập chung đầu tên kim cương, tình cảnh máu me ròng ròng. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Vậy mà mở miệng xưng là kim cương. Sao bể đầu nhanh vậy? Chương 117, chai bia đại phát thần uy. Trong quán ba cực kỳ yên tĩnh, đồng sự của Liễu Vân Mạn quả nhiên không nói ngoa, quán ba mị lực này gần đây rất rối loạn, đến đây chơi phần lớn chỉ là côn đỏ và đám thiếu niên thiếu nữ có vấn đề, mà ông chủ quán ba là Kim Cương cũng là nhân vật lừng lẫy giang hồ. Nghe nói đám giang hồ đồn đãi Kim Cương người cũng như tên, dù không có được thân thể Kim Cương bất hoại như trong tiểu thuyết nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Những cây mã tấu hay ống tuyết bình thường đều không làm gì được hắn. Nghe nói người này còn luyện qua thiết đầu công, đã từng đập một lúc 10 chai bia lên đầu mà không sao. Nhưng Kim Cương được giang hồ xưng tụng đã luyện thiết đầu công lại bị chảy máu đầu chỉ vì một chai bia được Hạ Thiên ném qua, mọi người tất nhiên sẽ rất khiếp sợ, đồng thời cũng dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn Hạ Thiên. Ai cũng nghĩ tên thanh niên kia chết chắc, dám đập bể đầu của Kim Cương, như vậy sao hắn còn lăn lộn giang hồ cho được. Đám người lúc này cũng chú ý đến vẻ đẹp của Liễu Vân Mạn và Isabella, ai cũng kinh ngạc và cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ sợ rằng hai người đẹp sẽ bị kim cương giày vò nát bét, đúng là hai củ cải trắng quá đẹp, sợ rằng sẽ bị heo ăn mất. Nhưng bọn họ lại lập tức nhìn thấy người đẹp ngoại quốc vỗ tay dùng giọng hưng phấn nói. Này, chồng quá giỏi, quá đẹp trai, đánh cũng đẹp, đánh kim cương kêu cha gọi mẹ. Liễu Vân Mạn cảm thấy đau đầu, Isabella này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mà Kim Cương bị đánh cho đầu chảy máu ròng ròng cũng không ngã xuống, hắn giận tím mặt, hắn đột nhiên giống lớn. Mẹ kiếp, dám đánh toác đầu ông, lên, anh em lên hết cho tao,
đánh thằng chó này tàn phế, bắt hai con kia lên lầu. Kim Cương nói ra những lời này thì bốn phía quán ba có vài chục tên phóng ra, Isabella nhìn qua thì có chút kinh ngạc, đám này rất thú vị, ai cũng nhuộm đầu vàng, giống như sợ người khác không phân biệt được. Bốp, bốp, bốp. Hạ Thiên liên tục ném chai bia, mỗi chai bia đều trúng đầu một tên thanh niên đầu vàng, mà mỗi người bị ném trúng đều ngã lăn xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau thì hơn 10 chai bia bên cạnh đã được ném ra, tất nhiên dưới đất cũng có 10 tên thanh niên đầu vàng đang lăn lộn. Chồng à, đây còn nè. Isabella không biết xách từ đâu đến hai thùng bia, nàng ra vẻ trợ uy cho Hạ Thiên. Chồng cố gắng lên, đánh hết chúng nó đi. Bốp, bốp, bốp. Từng chai bia bay ra, vài phút sau trên mặt đất đều là những tên thanh niên bị ném bia vào đầu nằm lăn lộn rên rỉ dưới đất, mà lúc này cũng không còn tên thanh niên nào phóng đến, có vài tên lui về phía sau muốn chạy trốn. Chồng, bên kia có vài tên muốn chạy. Isabella nhìn qua, nàng vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên. Bên kia còn hai tên. Lại là ba chai bia phóng ra, ba tên thanh niên ngã xuống đất, sau đó lại rên rỉ. Chồng, bên kia còn một tên. Isabella lại chỉ vào một tên thanh niên đầu vàng cách đó không xa. Tôi không phải. Tên thanh niên đầu vàng kia chợt giải thích, nhưng đáng tiếc là quá muộn, một chai bia đập trúng đầu hắn, hắn lăn quay ra đất hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê thì người này cũng cảm thấy mình không may mắn, hắn chỉ nhuộm đầu vàng mà thôi, cũng không phải tiểu đệ của Kim Cương. Khoảnh khắc này hắn đã quyết định, ngày mai nhất định sẽ đi nhuộm đen trở lại. Quán ba lại trở nên yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Thiên, nhưng lúc này không còn cái nhìn về phía kẻ đã chết, mà ánh mắt như nhìn thấy tử thần. Người này đúng là mạnh, quá mạnh, trước đó đối phương dùng bia đập bể đầu Kim Cương thì mọi người còn cho là may mắn, bây giờ chỉ thằng ngu mới cho đó là may mắn. Lúc nãy đối phương đã ném bia rất chuẩn, nào có phải là may mắn, là thực lực. Vẻ mặt Kim Cương cũng biến đổi lớn, lúc này hắn mới biết đêm nay mình đụng phải cao thủ. Anh bạn, mày là ai? Kim Cương mở miệng hỏi, mọi người đều biết hắn yếu thế, nhưng lời nói có vẻ không xong. Một chai bia lại phóng đến nện lên đầu Kim Cương, lần này hắn không thể chống đỡ được mà ầm ầm ngã xuống, đồng thời giọng nói của Hạ Thiên cũng truyền vào tai mỗi người. Ai là anh bạn của mày? Mày không có tư cách. Tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, dù là Isabella chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng sững sờ, tuy nàng đã thấy qua nhiều tình cảnh, nhưng lúc này mọi thứ nằm ngoài dự đoán của nàng. Những tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập, vài chục giây sau vài tên cảnh sát phóng vào, khi thấy cả đám thanh niên đầu vàng nằm lăn dưới đất thì kẻ nào cũng ngây người. Tôi là đội phó Phương Khôn đội trật tự trị an quận Nam, tôi vừa nhận được tin báo nơi đây có đánh nhau, là ai báo cảnh sát? Một lát sau, một người đàn ông cao gầy khoảng 30 mở miệng hỏi. Cảnh sát, là tôi báo. Isabella cười hì hì giơ tay lên. Liễu Vân Mạn chợt sững sờ. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Isabella. Bạn báo cảnh sát làm gì? Là cô báo cảnh sát. Phương Khôn đi về phía Isabella, sau đó hắn chợt ngẩn ngơ, vì lúc này hắn thấy rõ tướng mạo của nàng. Người phụ nữ này quá đẹp, quá mê người, hoàn toàn là một vưu vật hại nước hại dân. Isabella nở nụ cười quyến rũ. Cảnh sát, tôi có thể làm chứng, những người này bị chồng tôi đánh bị thương, các anh bắt chồng tôi về đồn là được rồi. Isabella nói xong còn chỉ vào người Hạ Thiên. Cảnh sát, anh ấy là chồng tôi, các anh bắt nhanh lên. Phương Khôn vất vả lắm mới phục hồi lại khi nhìn thấy vẻ đẹp của Isabella, nhưng hắn nghe thấy như vậy mà chợt ngẩn ngơ, người phụ nữ này nói gì? Chồng nàng đánh người mà nàng còn đứng ra làm chứng, còn mong người ta bắt chồng mình sao? Phương Khôn theo ngón tay của Isabella mà không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên, ngay sau đó hắn lập tức ghen tị, người này rõ ràng là dạng chó hình người. Sao có vợ đẹp như vậy? Đám người trong quán ba cũng trợn mắt há mồm, con gái nước ngoài đúng là chơi quá độc, trước đó còn hưng phấn giúp chồng đánh người, còn chủ động lấy bia đến, bây giờ lại hại chồng sao? Isabella, bạn nói gì đấy? Liễu Vân Mạn có chút tức giận, nàng nhìn về phía Phương Khôn. Cảnh sát Phương, những tên lưu manh này muốn ức hiếp tôi, vì vậy bạn tôi mới ra tay, chúng tôi chỉ là phòng vệ. Phương Khôn thấy Liễu Vân Mạn thì trong lòng lại bốc lửa. Hắn đã sống 30 năm nhưng chỉ được thấy người đẹp tuyệt sắc trên TV, nào biết hôm nay đến quán ba lại có thể gặp được hai người đẹp bốc cháy, đúng là quá may mắn. Trong lúc vô tình Phương Khôn lại càng ghen ghét Hạ Thiên, tiểu tử này chẳng ra gì, tướng mạo bình thường, sao lại có hai người đẹp khuynh nước khuynh thành bao quanh.
Phương Khôn trước tiên gọi điện thoại, gọi xe cứu thương, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Những người này bị cậu đánh sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dứt khoát thừa nhận. Thừa nhận là tốt, về đồn uống nước trà. Phương Khôn nói với Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn có chút nôn nóng. Cảnh sát Phương, chúng tôi là phòng vệ, trước tiên bọn họ muốn ức hiếp chúng tôi. Tiểu thư, có phải là phòng vệ hay không cũng chẳng phải do cô nói, sau khi cảnh sát điều tra mới xác định được. Phương Khôn dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn không cho là đúng, hắn là người ngu sao. Phòng vệ mà có tình cảnh này à? Chồng, phiền cậu rồi. Isabella cười cười nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất đắc ý. Đét, đét. Hạ Thiên vung tay vỗ mạnh lên mông Isabella, hắn dùng giọng bất mãn nói. Không cần phải hả hê với chồng. Hạ Thiên ra tay khá nặng, Isabella cảm thấy rất đau, hai mắt xinh đẹp thiếu chút nữa đã chảy lệ, nàng lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Chồng à, chị biết sai rồi, chị chỉ đùa chút thôi, làm sao bây giờ? Có người đùa giỡn như bạn sao? Liễu Vân Mạn dùng giọng bất mãn nói, đáng lý ra những tên côn đồ này phải bị đánh, không có gì quá đáng, nhưng Isabella lại báo cảnh sát. Bây giờ sự việc đã chọc ra phiền phức, vài chục người bị đánh đầu rơi máu chảy. Đây chính là một việc đả thương người nghiêm trọng. Vân Mạn, đã xong rồi, bạn cũng đừng trách tôi, tìm biện pháp giải quyết đi. Isabella cười hì hì. Chồng à, anh điện thoại cho bạn bè để hỗ trợ đi, dù sao chúng ta cũng không sai, tìm người hỗ trợ sẽ không sao. Liễu Vân Mạn nhìn Isabella, nàng cảm thấy đêm nay đối phương rất khác thường giống như đang muốn tìm việc để làm. Tuy Liễu Vân Mạn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng tán thưởng lời đề nghị của Isabella. Nàng nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói. Nếu không cậu điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều đi. Liễu Vân Mạn cảm thấy nếu để Tiểu Kiều ra mặt thì sự việc lần này sẽ được giải quyết rất đơn giản. Isabella nghe thấy hai chữ Tiểu Kiều thì cặp mắt chợt sáng ngời, sau đó nàng giả vờ hỏi. Vân Mạn, Tiểu Kiều là ai? Liễu Vân Mạn liếc mắt nhìn Isabella, nàng không trả lời, nàng cũng không muốn nói ra quan hệ giữa Hạ Thiên và Tiểu Kiều cho Isabella. Không cần. Tôi gọi cho Hoàng An Bình là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, lần trước đại náo cục công an và bị Lãnh Băng Băng mắng vài câu thì hắn cũng bắt đầu tỉnh táo, hình như có một số việc không cần mình tự giải quyết, chỉ cần cho tiểu đệ ra mặt là được. Hoàng An Bình coi như là một tiểu đệ của Hạ Thiên, để hắn ra mặt là phải đạo. Thương lượng xong chưa? Phương Khôn cười lạnh một tiếng. Xong thì về đồn. Phương Khôn thấy đối phương chuẩn bị gọi điện thoại, hắn rất khinh bỉ những loại người này. Cho rằng mình quen vài người thì giỏi. Lúc trước hắn đi bắt mại dâm, có vài tên đàn ông gọi điện thoại cho thủ hạ của hắn, sau đó yêu cầu hắn thả người, điều này làm hắn cảm thấy tương đối buồn cười. Dù cũng có những kẻ hậu trường cứng nhưng không phải ai cũng cho dựa, với ánh mắt của hắn thì tên khốn này quần áo bình thường, không thể có bối cảnh. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn đang định gọi cho Hoàng An Bình, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên, sau khi nhìn tên người gọi thì Hạ Thiên cũng phải ngạc nhiên, sao trùng hợp vậy? Chương 118, bị bắt gian. Cũng khó trách Hạ Thiên thấy trùng hợp, vì hắn định gọi điện thoại cho Hoàng An Bình, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của Hoàng An Bình. Điện thoại vừa được nối thông thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Hoàng An Bình. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Giúp tôi ngay, tôi bị người ta chặn cửa trong khách sạn. Anh không phải là cảnh sát sao? Hạ Thiên rất kỳ quái. Bị người ta chặn cửa thì rút súng xử lý. Hạ Thiên. Sự việc không đơn giản như vậy, có liên quan đến Tiêu Mai, cậu mau đến khách sạn Khải Duyệt, tình huống cụ thể tôi sẽ nói sau. Bây giờ cậu đến nhanh lên, nhất định phải giúp anh em, tới nhanh. Hoàng An Bình có vẻ rất nôn nóng, mà đầu dây bên kia còn truyền đến âm thanh giận dữ. Mở cửa, Tiêu Mai, con khốn nạn, tao biết mày đang ở bên trong, mở cửa cho tao. Được rồi, nhưng anh phải giúp tôi trước, có một tên cảnh sát muốn bắt tôi về đồn. Hạ Thiên cũng không ngu, chỉ cần nghe câu nói vừa rồi là hắn biết Hoàng An Bình bị bắt gian. Ai muốn bắt cậu? Hoàng An Bình chợt sững sờ, hắn còn nói thêm. Dù là ai cậu cũng chuyển máy cho tôi. Hạ Thiên đưa điện thoại cho Phương Khôn. Này, Hoàng An Bình muốn anh nhận điện thoại. Hoàng An Bình. Vẻ mặt Phương Khôn chợt biến đổi, đối với hệ thống cảnh sát thì có hơn phân nửa số người quen biết con trai cục trưởng cục công an, đặc biệt là Hoàng An Bình cũng là cảnh sát. Trước đó hắn còn bị bệnh tâm thần, hắn cũng coi là danh nhân trong cục công an. Phương Khôn có chút bất mãn nhưng vẫn nhận điện thoại. Chào anh,
tôi là đội trưởng Phương Khôn của đội trật tự trị an quận Nam. Tôi là Hoàng An Bình, cha tôi là Hoàng Hải Đào, tôi có cần biết anh là ai, tóm lại anh thả Hạ Thiên ra, nếu không Hoàng An Bình tôi sẽ không đội trời chung với anh. Hoàng An Bình rất nôn nóng, lời nói tất nhiên sẽ rất khủng bố, hắn đang cần sự hỗ trợ của Hạ Thiên, không muốn kẻ nào làm chậm trễ. Trước đó Phương Khôn còn có vài lời định nói, nhưng một câu nói của Hoàng An Bình làm hắn khó nói nên lời. Hắn chỉ không biết Hoàng An Bình sao lại có quan hệ tốt với tiểu tử này. Chỉ vì một chuyện như vậy mà đáng giá để hai bên không đội trời chung sao? Phương Khôn khẽ cắn môi nói. Được, tôi thả người. Dù Phương Khôn không tình nguyện nhưng cũng không muốn vì vậy mà kết thù oán quá lớn với Hoàng An Bình. Hắn biết rất rõ đám lưu manh ở quán ba mị lực này, đây đều chẳng phải loại gì tốt, nếu vì một đám lưu manh mà đắc tội với con trai của cục trưởng cục công an, việc này chỉ có những thằng ngu mới đâm đầu vào. Phương Khôn hắn không phải ngu, tất nhiên sẽ đưa ra lựa chọn dứt khoát. Phương Khôn đưa điện thoại cho Hạ Thiên, hắn dùng giọng không cam lòng nói. Cậu có thể đi. Đám người trong quán ba thấy Hạ Thiên chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể ép Phương Khôn thả người, vì vậy mà ánh mắt nhìn Hạ Thiên lại càng khác biệt. Người này không những mạnh tay, bối cảnh cũng cứng nhắc. Mà Isabella thấy sự việc được giải quyết quá đơn giản như vậy thì trong mắt cũng bùng lên chút thất vọng. Chị Vân Mạn, em với chị đến khách sạn Khải Duyệt. Hạ Thiên cũng không tắt điện thoại, hắn kéo Liễu Vân Mạn chạy ra khỏi quán ba. Chồng, chờ chị với. Isabella dùng giọng duyên dáng gọi lớn, nhưng nàng lại đứng đó không chuyển động, mà Hưu Ít thì lặng lẽ đi ra ngoài. Cảnh sát, có cần tôi đến đồn làm chứng không? Isabella nở nụ cười quyến rũ với Phương Khôn, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Trong lòng Phương Khôn chợt bốc lửa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn gật đầu ngay. Tất nhiên, tiểu thư là người làm chứng, cũng là người báo cảnh sát, theo lý thì phải lấy bản ghi chép. Anh cảnh sát, bây giờ tôi có thể đi theo chứ? Isabella nũng nịu nói. Tất nhiên, mời tiểu thư theo tôi. Phương Khôn vội vàng nói, lúc này hắn giống như thấy được sự may mắn của mình. Liễu Vân Mạn lái xe, Hạ Thiên và Hoàng An Bình tiếp tục điện thoại, một lát sau hắn đã biết rõ tình trạng của đối phương. Cuối cùng Hoàng An Bình cũng chộp Tiêu Mai vào trong tay, mấy ngày nay hai người thường đi thuê phòng tâm sự thâu đêm, hôm nay lại chạy đến khách sạn Khải Duyệt thuê phòng làm ấm tình cảm. Khi hai người còn đang trần như nhộng ôm nhau làm công tác, xã hội, thì không ngờ bị chồng của Tiêu Mai đến bắt gian. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì Hoàng An Bình bây giờ còn chưa bị bắt gian, chẳng qua chồng Tiêu Mai dẫn theo vài người đến chặn ở trước phòng khách sạn, nghe nói đám người đang định xô cửa nhưng tạm thời bị bảo vệ khách sạn ngăn cản. Nhưng điều này cũng khó thể bảo trì được lâu, sợ rằng một lúc sau bảo vệ sẽ cho người ta đẩy cửa. Dù sao bên trong cũng không có ai trả lời, bảo vệ cũng sợ xảy ra chuyện. Hoàng An Bình theo đuổi Tiêu Mai cũng vì được Hạ Thiên giật dây, vì vậy Hoàng An Bình xảy ra chuyện thì lập tức nghĩ đến Hạ Thiên, hắn cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ có biện pháp giúp mình. Hạ Thiên cảm thấy có chút khinh bỉ Hoàng An Bình, chẳng phải chỉ bị bắt gian thôi sao? Có gì mà làm dối lên thế? Theo hắn thì cướp vợ người khác cũng phải quang minh chính đại, nếu chồng nàng đến thì phải đánh văng ra. Hạ Thiên, nghe tôi nói này, tôi cũng không phải cậu, việc này nếu náo loạn sẽ rất phiền phức. Người ta sẽ nói con của cục trưởng cục công an dựa thế để cướp vợ kẻ khác, đến lúc đó cha tôi sẽ xong đời. Hơn nữa Tiêu Mai còn chưa làm thủ tục ly hôn, mà muốn làm thủ tục ly hôn phải có căn cứ chính xác. Nhưng tên khốn kia có vài đồng tiền dơ bẩn, hắn không chịu chia cho Tiêu Mai khi ly hôn, vì vậy mới không chịu ly hôn. Trong người Hoàng An Bình là một bụng nước đắng. Cậu nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi và Tiêu Mai sẽ gặp phiền phức lớn. Anh không biết nhảy cửa sổ bỏ trốn sao? Hạ Thiên cảm thấy Hoàng An Bình quá ngốc, tốt xấu gì cũng là cảnh sát, không biết bỏ chạy sao. Tôi đang ở lầu 12, tôi đã định dùng da trải giường nhưng cũng không dài được như vậy, mà tôi cũng không muốn bỏ mạng. Hoàng An Bình có chút buồn bực. Hừ, anh mở cửa ổ ra rồi đứng bên cạnh, tôi sẽ lên ngay. Hạ Thiên quyết định giúp Hoàng An Bình, đây là tiểu đệ của hắn, dù tiểu đệ là củi mục cũng không thể cho người ngoài châm lửa. Xe chạy đến khách sạn Khải Duyệt rất nhanh. Hạ Thiên cũng không lạ chỗ này, trước đó hắn đã gặp Mộc Hàm ở đây. Sau khi đi vào khách sạn, hắn nhìn lên lầu 12, dùng thị lực kinh người để xem xét. Ngay sau đó hắn thấy Hoàng An Bình đang đứng bên cạnh cửa sổ mở toang, bây giờ đã xác định được vị trí, bước tiếp theo là phải đi lên. Lầu 12 cũng không phải vấn đề gì lớn với Hạ Thiên, tuy hắn chỉ có thể nhảy cao vài thước,
không thể phóng lên lầu 12 nhưng leo lên thì quá dễ, nhà cao tầng đối với hắn cũng không khác gì nhà cấp 4. Lúc này hắn dùng một tay ôm Liễu Vân Mạn, tay kia dùng lực tìm điểm tựa để phóng lên, chỉ sau khoảnh khắc đã chui vào phòng. Liễu Vân Mạn thì rất hoảng sợ, trước đó nàng không biết Hạ Thiên ôm mình làm gì, khi hắn leo lên lầu thì nàng đã ở giữa không trung. Phản ứng đầu tiên của nàng là ôm chặt lấy cổ hắn, không dám cử động, khi nàng được đưa vào phòng mới thở hắt ra một hơi. Tiêu Mai, con tiện nhân, mau mở cửa cho ông nói cho mày biết, không mở thì ông phá cửa. Có người đá mạnh lên cửa. Vẻ mặt Tiêu Mai có chút trắng nhợt, Hoàng An Bình lúc này vẫn chấn định, hắn thấy Hạ Thiên chui vào cửa sổ nhưng còn đưa theo một người phụ nữ xinh đẹp, hắn chợt trở nên vui vẻ, hắn biết rõ hôm nay đi đúng thế cờ. Được rồi, trước tiên tôi đưa hai người ra ngoài. Hạ Thiên nói với Hoàng An Bình, nói xong cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, hắn nghĩ sẽ ôm đối phương nhảy qua cửa sổ. Hoàng An Bình lại càng hoảng sợ. Cứ như vậy mà nhảy xuống sao? Anh sợ cái gì, tôi có thể lên thì tất nhiên cũng xuống được. Hạ Thiên tức giận nói một câu, ngay sau đó hắn kéo Hoàng An Bình nhảy ra ngoài, Tiêu Mai ở bên trong sợ đến mức gương mặt trắng bệch. Nếu không phải nàng dùng tay che miệng thì đã hét lên rồi. Chưa đến 10 giây thì Hạ Thiên lại chui vào cửa sổ, hắn tiến đến kéo tay Tiêu Mai rồi nhảy ra ngoài. Á! Lần này Tiêu Mai không thể nhịn được, nàng hét lên kinh hoàng. Âm thanh này rơi vào tai chồng Tiêu Mai, hắn hung hăng đạp chân vào cửa phòng. Tiêu Mai, con điếm, tao nghe thấy lời của mày rồi. Mau mở cửa cho ông, bây giờ ông đếm đến 3, nếu không mở cửa thì phá cửa. 1, 2, 3, phá cửa cho tao. Đám người ở bên ngoài lập tức húc cửa, nhưng khoảnh khắc khi vừa chuẩn bị đụng vào cửa thì cửa mở, sau đó đám người ngã đè lên nhau. Này, con bà nó, thằng nào đá tao? Đau quá, thằng khốn nào. Đám người không may đang định đứng lên thì liên tục bị đá, vì vậy mà liên tục kêu gào thảm thiết. Dừng tay. Một người đàn ông hơn 20 đứng trước cửa phòng chợt hét lớn, hắn là chồng của Tiêu Mai, là Đàm Vũ. Hắn nổi điên phóng về phía tên thanh niên đang đá đấm. Thằng khốn, mày chơi vợ tao mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Đàm Vũ tung một đá, hắn hận không thể đá chết tên thanh niên kia. Nhưng hắn còn chưa đá trúng đối thủ thì bụng đã truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, đối phương đã đá trúng hắn trước, hắn đau đến mức phải khom cả người. Bốp, bốp, bốp. Đàm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sao, chỉ sau khoảnh khắc hắn đã ăn hơn 10 bạt tai, đối phương còn mắng lớn. Thằng khốn, làm lỡ chuyện tốt của ông. Mày chơi vợ tao còn kiêu ngạo vậy sao? Đàm Vũ tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Anh có bệnh không? Một giọng nói dễ nghe nhưng rất bất mãn vang lên. Ai là vợ anh, tôi cùng bạn trai vào đây, tâm sự, anh đến phá đám sao? Đàm Vũ nghe thấy âm thanh này mà choáng váng, đây không phải lời nói của vợ mình, hắn ngẩng đầu lên và hoàn toàn ngây ngốc, điều này. Ai đây? Đàm Vũ vẫn liếc mắt vào phòng không từ bỏ ý định. Đây là một gian phòng, diện tích không lớn, khi hắn nhìn vào thì sáng tỏ mọi việc, rõ ràng trong phòng không còn ai khác. Đàm Vũ vuốt gò má nóng bỏng, hắn nhìn một đôi nam nữ đứng trước cửa phòng mà khóc không ra nước mắt. Các người không phải là con điếm Tiêu Mai và thằng đàn ông khốn nạn kia, sao các người không sớm mở cửa? Đàm Vũ vừa dứt lời thì đã ăn ngay một bạt tai. Chương 119, phá án bắt cóc một cách không ngờ. Sao mày còn nói ra những lời như vậy? Mày còn chưa biết đã phá chuyện tốt của tao sao? Hạ Thiên ra vẻ rất tức giận. Đàm Vũ lập tức hiểu ra. Người ta đang bận, chiến đấu, sao có thời gian ra mở cửa. Nhưng trong lòng Đàm Vũ vẫn rất nghi hoặc, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh của Tiêu Mai, chẳng lẽ nghe lầm. Đàm tiên sinh, như vậy có phải anh sai rồi không? Bảo vệ khách sạn ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng. Tất nhiên là anh ta sai. Liễu Vân Mạn cũng rất căm tức. Khách sạn các anh làm ăn vậy sao? Có khách sạn nào đối đãi với khách như vậy không? Đúng là không ra gì, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn kéo tay Hạ Thiên bước đi, mà đám người Đàm Vũ cũng không ngăn cản. Việc này hắn là người đối lý, dù bị đánh bị mắng cũng không biết nói gì. Bảo vệ khách sạn lại vội vàng đi theo, hắn liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiên sinh, tiểu thư, nếu không thì thế này, chúng tôi miễn phí cho hai anh chị đêm nay. Không cần, chúng tôi không thiếu chút tiền như vậy. Liễu Vân Mạn phất tay, nàng cũng không muốn làm quá mức. Dù sao chỉ là phối hợp với Hạ Thiên,
bây giờ tức giận chỉ lấy cớ để rời đi mà thôi. Điện thoại Hạ Thiên chợt vang lên, thì ra Hoàng An Bình gọi đến. Hạ Thiên, chúng tôi đi trước, mọi người cũng ra thôi, chúng tôi thuê phòng bằng chứng minh giả, hai người cũng đừng đến trả tiền phòng, miễn bị hoài nghi. Biết rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn vốn không muốn ở lại khách sạn, cái giường kia vừa được Hoàng An Bình và Tiêu Mai chiến đấu, hắn không muốn ngủ với Liễu Vân Mạn trên đó. Mặc kệ bảo vệ xin lỗi thế nào, Hạ Thiên cùng Liễu Vân Mạn nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cũng không còn sớm nữa, không bằng chúng ta về nhà nhé. Liễu Vân Mạn đề nghị. Tốt. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Hạ Thiên, chuyện ở quán bar vừa rồi. Thật xin lỗi, tôi cũng không biết Isabella sẽ cố ý báo cảnh sát hại cậu. Giọng nói của Liễu Vân Mạn có chút hương vị xin lỗi. Hạ Thiên lắc đầu. Chị Vân Mạn, chị không cần xin lỗi, việc này không liên quan đến chị. Nhưng, dù sao, Isabella vẫn là bạn tôi. Liễu Vân Mạn cảm thấy rất ngượng ngùng. Hạ Thiên lại cắt ngang lời Liễu Vân Mạn. Nhưng cũng là vợ tôi. Liễu Vân Mạn chợt sững sờ. Hạ Thiên, Isabella chỉ nói giỡn thôi, cậu sẽ không cho rằng đây là thật đấy chứ. Hạ Thiên cười hì hì. Chị ấy có nói giỡn hay không cũng không sao, tôi cho là thật là được. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, chị Vân Mạn, sau này chị tốt nhất đừng gặp chị Isabella. Liễu Vân Mạn chợt sững sờ, nàng không nhịn được phải hỏi. Vì sao? À, tôi nghi ngờ chị ấy là sát thủ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cái gì? Liễu Vân Mạn không khỏi chấn động. Sát thủ, không thể nào. Cũng không phải không có khả năng. Hạ Thiên lười biếng nói. Trong áo lót của chị Isabella có giấu vũ khí, tuy giấu rất bí mật nhưng tôi vẫn phát hiện ra, ngoài sát thủ thì còn ai giấu vũ khí vào áo lót nữa. Hạ Thiên ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Hơn nữa tôi cảm nhận được khí tức sát thủ trên người chị ấy. Điều này, sao có thể như vậy được? Isabella sao có thể là sát thủ? Trước đó bạn ấy cũng như tôi, cũng là sinh viên, tuy hai bên 6 năm chưa gặp nhưng cũng không thể trở thành sát thủ nhanh như vậy được. Liễu Vân Mạn cảm thấy khó thể tin. Hạ Thiên lắc đầu. Chị Vân Mạn, tuy có rất nhiều sát thủ bồi dưỡng từ bé, nhưng 6 năm cũng đủ bồi dưỡng một người có thiên phú làm sát thủ đỉnh cấp. Trong đầu Liễu Vân Mạn chợt suy nghĩ hỗn loạn, nếu xét về mặt cảm tình thì nàng không tin Isabella là sát thủ, nhưng lý trí nói cho nàng biết Hạ Thiên trước nay không nói ngoa. Một người bình thường sẽ không giấu vũ khí trong áo lót, những gì Hạ Thiên nói căn bản có phân nửa là thật. Dù Liễu Vân Mạn không biết gì về sát thủ nhưng nghĩ đến vấn đề Isabella là sát thủ, nàng sợ rằng Isabella có thân phận đặc biệt. Liễu Vân Mạn đang lái xe, đúng lúc này lại mất tập trung, trước mặt có một con hẻm, một chiếc xe đột nhiên phóng ra. Khi hai xe sắp tông vào nhau thì Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng bừng tỉnh, nàng tranh thủ thời gian thắng gấp, vì vậy mới tránh khỏi tình cảnh tai nạn. Trời! Liễu Vân Mạn thở phào một hơi, nhưng nàng vui mừng quá sớm, thân xe đột nhiên chấn động. Một chiếc xe 16 chỗ tông vào phía sau. Mẹ kiếp, không biết lái xe thì ở nhà đi. Chiếc xe 16 chỗ phía sau vang lên tiếng mắng chửi, ngay sau đó chiếc xe lùi lại và phóng lên. Khoảnh khắc khi phóng qua thì một tên đàn ông trong xe dựng thẳng ngón giữa về phía xe Liễu Vân Mạn. Người nào vậy, đụng vào xe của người khác còn chạy đi luôn, còn chửi mình. Liễu Vân Mạn có chút mất hứng, nàng lập tức cảm thấy lạ, nàng quay đầu nhìn thì thấy bên cạnh không có Hạ Thiên. Hắn đâu rồi? Liễu Vân Mạn nhìn về phía trước thì chợt dở khóc dở cười, Hạ Thiên đang chạy trên đường, rõ ràng đang chạy theo chiếc xe 16 chỗ. Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, ngay sau đó lại lái xe đuổi theo. Hạ Thiên lúc này rất bực bội, tên khốn dám đụng vào xe vợ hắn, hơn nữa còn mắng chửi, lại dựng ngón giữa với vợ hắn, đúng là không biết sống chết. Hắn không dạy bảo đám người này một bài học thì khó thể phát tiết. Xe 16 chỗ chạy rất nhanh nhưng tốc độ của Hạ Thiên còn nhanh hơn, hắn cũng không phải lần đầu tiên chạy theo xe nên có kinh nghiệm. Hắn đột nhiên dồn hết sức thì lập tức chạy song song với chiếc xe 16 chỗ, mà tên tài xế cũng không phát hiện ra hắn. Điều này cũng là bình thường, nào có ai nghĩ rằng có một thằng khùng chạy theo xe của mình, hơn nữa còn chạy nhanh hơn cả xe hơi. Hạ Thiên chụp lấy cánh cửa ở bên hông, hắn dùng sức kéo ra. Khoảnh khắc khi cửa mở thì hắn thấy tình hình bên trong xe. Bên trong tổng cộng có 4 người, phía trước là một lái xe, vị trí chính giữa có 2 người, hàng ghế cuối cùng có một người đang nằm. Này, có chuyện gì vậy? Tên lái xe hỏi. Hạ Thiên vung tay chụp lấy một tên đang ngồi bên trong rồi kéo xuống ném ra,
sau đó hắn nhảy lên xe. Mày, mày là ai? Tên đàn ông ngồi trong xe có một vết thẹo trên mặt, lúc này hắn dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi thằng nào dựng ngón giữa với tao? Hạ Thiên tát mạnh lên mặt tên đàn ông mặt thẹo, sau đó ra lệnh với tên tài xế. Dừng xe cho tao, chúng mày tông vào xe của vợ tao, không bồi thường mà muốn chạy sao? Một tiếng két vang lên, tên lái xe nhanh chóng dừng xe lại, sau đó tên này có một hành động mà Hạ Thiên không thể tưởng được, hắn vội vàng bỏ xe mà chạy, hơn nữa còn là chạy trối chết. Mà tên đàn ông mặt thẹo vừa ăn bạt tai cũng mở cửa xe bỏ chạy. Nếu để chúng mày chạy thoát thì tao còn mặt mũi sao? Hạ Thiên lầm bầm, hắn lấy từ trên người ra 2 đồng xu, sau đó búng ra. Hai tên đàn ông đang chạy trốn chợt mềm nhũn chân, cả hai ngã xuống đất không thể đứng lên. Ư. Phía sau truyền đến những âm thanh kỳ quái, Hạ Thiên quay đầu lại nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ, cuối cùng hắn biết vì sao hai tên kia lại bỏ chạy, thì ra đám người này vừa bắt cóc. Hàng ghế sau xe là một thiếu nữ, tay chân đều bị cột chặt bằng dây thừng, trong miệng còn bị nhét nhùi vải, rõ ràng là vừa bị đám kia bắt cóc. Nhưng Hạ Thiên cũng không biết đám người kia bắt cóc vì tiền hay vì sắc. Nếu nói là vì tiền thì Hạ Thiên có thể hiểu, tuy hắn không biết nhãn hiệu của quần áo trên người cô gái nhưng trên cổ lại có một sợi dây chuyền lớn, còn có một hột kim cương, rõ ràng là con nhà giàu. Nếu nói bắt người vì sắc thì Hạ Thiên thật sự xem thường 3 tên cướp, tuy thiếu nữ này có bộ dạng rồi lõm rất tốt nhưng gương mặt quá ghê, má trái đen xì, má phải còn có vết thẹo, đúng là gương mặt ma quỷ. Hạ Thiên, cậu không sao đấy chứ? Liễu Vân Mạn dừng xe, nàng vội vàng chạy đến. Liễu Vân Mạn hỏi xong thì thấy được cô gái trong xe, nàng không khỏi sững sờ. Điều này, đây là bắt cóc sao? Có lẽ là vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn thuận tay lấy miếng rẻ trên miệng cô gái. Này, có phải em bị bắt cóc không? Anh thấy tôi như vậy mà còn hỏi sao? Cô gái này tính tình không được tốt nhưng giọng nói rất dễ nghe. Hạ Thiên rất vô tội. Lỡ may em thích bị cột chặt thì sao? Trên đời nghe nói có nhiều người thích tự ngược đãi. Anh mới thích ngược đãi. Cô gái bị chọc tức, nàng còn định cảm tạ đối phương, nào ngờ tên khốn này lại nói ra những lời khó nghe, vì vậy mà nàng quyết định không thèm cảm ơn. Hạ Thiên, nếu đã như vậy thì chúng ta báo cảnh sát. Liễu Vân Mạn lập tức đề nghị, nhưng ngay sau đó đã có tiếng còi xe cảnh sát, xe tuần tra xuất hiện, rõ ràng trước đó đã có người báo cảnh sát. Điều này cũng khó trách, 3 người nằm trên đường. Tuy nói bây giờ không có nhiều xe qua lại, nhưng không có người báo cảnh sát mới lạ. Có chuyện gì xảy ra? Xe tuần tra dừng lại, 2 cảnh sát đi lên nói. Cảnh sát, cô gái này bị bắt cóc, chúng tôi vì việc nghĩa ra tay tương trợ, chặn tay bọn cướp. Liễu Vân Mạn vội nói, sau đó nàng chỉ đám cướp nằm trên đường. Mấy người kia là cướp, làm phiền các anh bắt lại. Cảnh sát đại ca, làm phiền mở dây được không? Khi cô gái bị bắt cóc mở miệng thì trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này đúng là khốn kiếp, đến đây lâu như vậy mà không giúp nàng cởi trói sao. Khi 2 cảnh sát thấy cô gái ở sau xe thì cũng nghĩ rằng đây là một vụ bắt cóc. Sao, cô gái bị bắt cóc? 2 cảnh sát chợt nhớ đến một mệnh lệnh nhận được trước đó 15 phút, một người mở miệng hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô tên là? Chương 120, nữ ngôi sao xấu xí. Tôi là An Khả Khả. Cô gái trả lời. Cô là An tiểu thư sao? 2 cảnh sát chợt vui sướng. Hạ Thiên chợt kỳ quái. Chị Vân Mạn, chị quen biết cô ấy sao? Quen biết thì có gì kỳ quái sao? Tôi là ngôi sao lớn. An Khả Khả căm giận nói. Hạ Thiên lầm bầm. Xấu như vậy mà cũng là ngôi sao lớn. Đúng rồi, trước đó vài ngày hình như tôi có nghe nói một ngôi sao xấu vô địch, chẳng lẽ em là người kia? An Khả Khả lập tức bị chọc giận. Tôi là ngôi sao xấu vô địch, anh có mắt không, tôi xấu ở đâu? Tôi không phải đẹp sao? Hạ Thiên nhìn vị cảnh sát đang giúp An Khả Khả cởi dây thừng. Cảnh sát đại ca, anh ở khoảng cách gần như vậy thì thấy rõ ràng hơn, xin hỏi anh một câu, cô ta có xinh đẹp không? Viên cảnh sát nhìn An Khả Khả, hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải. Hắn nhớ mình đã thấy An Khả Khả trên TV, cũng từng đọc miêu tả về nàng trên, đúng là tương đối đẹp. Nhưng bây giờ nếu nói nàng xinh đẹp thì xấu hổ với lương tâm. Bây giờ tôi trang điểm như vậy. An Khả Khả tức giận nói, từ nhỏ đến giờ chưa ai nói nàng xấu. Hạ Thiên càng khinh thường. Trang điểm mà xấu vậy sao?
cô không trang điểm thì sợ rằng xấu quá không có đối thủ sao? Đúng rồi, cô chính là cô gái xấu vô địch, vì không có đối thủ nên cô là ngôi sao lớn. Anh, An Khả Khả tức giận mà lắp bắp. Tôi vốn rất đẹp nhưng chỉ là trang điểm để như vậy, anh rõ chưa, tôi rất đẹp, không xấu. Nghe rõ rồi, cô không xấu, chỉ sợ không đủ thịt cá xấu cho cô ăn. Hạ Thiên không cho là đúng. Á. An Khả Khả hét ầm lên, nàng muốn nổi điên, sao có người như vậy? Lúc này nàng đã khôi phục lại tự do, nàng đột nhiên nhìn thấy một chai nước khoáng trong xe, vì vậy tranh thủ mở ra, sau đó dội nước rửa mặt. Sau vài phút thì chai nước được nàng dùng xong, nàng ngẩng đầu rồi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao, ngạc nhiên chưa, còn xấu không? Má trái đen xì đã trở nên trắng nõn, mái phải cũng không còn vết thẹo. Hạ Thiên nhìn chằm chằm, một lúc sau hắn dùng giọng mê hoặc hỏi An Khả Khả. Đang đẹp mà tự dưng muốn trang điểm để xấu đi, chẳng lẽ cô thật sự là người thích ngược đãi? Anh! An Khả Khả thiếu chút nữa đã nghẹn chết. Tôi đóng quảng cáo, trang điểm để quảng cáo, anh có hiểu không? Tôi thế này còn quảng cáo gì? Đầu óc có vấn đề à? Hạ Thiên thuận miệng nói. An Khả Khả dùng ánh mắt tức tối nhìn Hạ Thiên. Đạo diễn muốn quay buổi tối, nào có liên quan đến tôi? Hạ Thiên, đừng làm rộn, chúng ta về thôi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng mở miệng khuyên bảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng ngôi sao lớn sẽ bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Tiểu thư, các người vẫn chưa thể đi ngay, phiền hai người theo tôi về đồn làm bản ghi chép. Cảnh sát ở bên cạnh vội nói. Cảnh sát, đã tối rồi, tôi cũng rất mệt và muốn về nghỉ ngơi, thôi thì khỏi ghi chép. Liễu Vân Mạn thật sự rất mệt mỏi, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, điều này làm nàng rất bất đắc dĩ. Hình như đi cùng với Hạ Thiên thì luôn gặp chuyện không may. Có lẽ hắn là loại người thích gây chuyện. Tiểu thư, cướp cũng do hai người bắt, An tiểu thư cũng được hai người cứu, nếu các người không đi thì chúng tôi cũng không biết báo cáo thế nào cho phải. Viên cảnh sát tỏ vẻ khó xử. Hạ Thiên chen vào một câu. Như thế này không đơn giản sao? Các anh nói mình bắt được cướp, các anh cũng là người cứu con tin, chẳng phải xong rồi sao? Viên cảnh sát chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại cực kỳ vui mừng nhưng lại ra vẻ không yên. Điều này, như vậy không tốt lắm, đây là công lao của hai người. Hạ Thiên khoát tay. Không có gì mà không được, chúng tôi đi trước đây, cụ thể thế nào thì các anh tự quyết định. Hạ Thiên không có hứng thú với công lao này, hắn vốn cũng không phải đến bắt cướp, mà bây giờ Liễu Vân Mạn muốn về nhà, tất nhiên phải về sớm. Hơn nữa hắn còn chờ mong Liễu Vân Mạn sẽ thực hiện lời hứa khi còn ở quán bar. Hai viên cảnh sát tất nhiên sẽ không ngăn cản Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Công lao tốt như vậy rơi lên người bọn họ, đúng là cầu còn chưa được. Khi Liễu Vân Mạn quay về khu dân cư danh điển thì đã 10 giờ tối. Cậu xem TV nhé, tôi đi tắm. Liễu Vân Mạn nói với Hạ Thiên, sau đó nàng cầm quần áo vào nhà tắm. Nước lạnh chảy xuôi trên làn da nõn nà, sau đó lại xuôi xuống theo đường con hoàn mỹ. Những mệt mỏi của Liễu Vân Mạn chợt bị đánh tan, đầu óc có chút hỗn loạn cũng thanh tỉnh trở lại. Liễu Vân Mạn nghĩ đến những hứa hẹn của mình khi uống bia mơ màng, bây giờ phải nhanh chóng thực hiện, điều này làm nàng sinh ra cảm giác khó thể hình dung. Nàng giống như có chút căng thẳng, có chút thất lạc, có chút không tình nguyện, còn có những cảm giác khó hiểu, đúng là hỗn tạp. Lòng người luôn kỳ quái như vậy, 20 năm qua Liễu Vân Mạn luôn cố gắng vì căn bệnh gia truyền của gia tộc, tất cả tâm huyết đều đặt trên vấn đề này. Chỉ cần chữa tốt bệnh tình thì nàng không tiếc bất kỳ giá nào. Vì vậy mà nàng có thể đồng ý làm tình nhân của Hạ Thiên không chút do dự. Khi đó Liễu Vân Mạn không có yêu cầu gì khác với đàn ông, chỉ cần có thể chữa bệnh cho gia tộc là tốt, còn nàng và người đàn ông kia có cảm tình hay không cũng không quan trọng. Nhưng sau khi Hạ Thiên chữa bệnh tốt cho gia tộc thì nàng chợt phát hiện mình có yêu cầu mới. Thực tế mỗi người phụ nữ đều có hy vọng trên người đàn ông mình sẽ gửi gắm cả đời, đó phải là người mình yêu, mà Liễu Vân Mạn cũng là như vậy. Bây giờ nàng cũng hy vọng có thể xây dựng cảm tình tốt với Hạ Thiên, tuy bây giờ nàng không ghét hắn, thậm chí còn có chút cảm tình, nhưng vấn đề là hai bên chưa đến mức yêu nhau, hai người quen nhau quá ngắn. Liễu Vân Mạn hy vọng mình có thêm thời gian, khi thời gian trôi qua nàng có thể yêu thật tình người đàn ông này, sau đó tất cả sẽ chảy thành sông, nàng tình nguyện giao ra tất cả. Nàng tin thời khắc đó mới là tuyệt vời nhất. Ngoài những vấn đề này thì cô hôn mê vài chục năm của Liễu Vân Mạn cũng có quan hệ với Hạ Thiên. Điều này cũng tạo nên điểm đen khó tiêu tan trong lòng nàng.
chẳng lẽ nàng thật sự phải cùng một người tình với cô? Liễu Vân Mạn vốn muốn nói chuyện rõ ràng với Hạ Thiên, nhưng hắn chưa từng ép buộc nàng, điều này làm nàng cảm thấy có thời gian. Nhưng đêm nay nàng uống bia và sợ Hạ Thiên nhân cơ hội tiến thêm một bước, vì vậy trong lúc vô thức phải nói lời hứa hẹn, vốn chỉ muốn kéo dài thời gian, nào biết Hạ Thiên là quái thai như vậy, điều này làm nàng thanh tỉnh lại. Nếu là say thật thì tốt. Liễu Vân Mạn có chút đau đầu, trong lòng có chút hối hận, xem ra sau này không nên nói lung tung trước mặt Hạ Thiên. Tối nay Isabella cũng vì nói lung tung mà bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi lớn, mà nàng thì thảm bại hơn cả Isabella, nàng sẽ lập tức bị hắn chiếm tiện nghi còn lớn hơn. Trong lúc vô tình, trong đầu Liễu Vân Mạn hiện lên những hình ảnh làm cho mặt đỏ rực tim chạy loạn, nàng giống như nhìn thấy mình trần truồng trên giường, mà Hạ Thiên đang tận tình hoạt động bên trên. Phi, nghĩ gì thế? Liễu Vân Mạn đột nhiên mắng mình, nàng 25 tuổi, người phụ nữ 25 tuổi thì thân thể đã sớm trưởng thành. Nếu nói nàng chưa có ảo tưởng trai gái thì tất nhiên là dối trá, chẳng qua lực khống chế của nàng mạnh mẽ mà thôi. Nhưng bây giờ thời điểm kia đã đến gần, nàng cũng không tự giác phải ảo tưởng những tình cảnh rất xấu hổ. Liễu Vân Mạn vừa tắm rửa vừa miên man suy nghĩ, cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng quyết định lau khô thân thể, mặc một bộ đồ ngủ khêu gợi, sau đó đi ra phòng tắm. Việc cuối cùng cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn cũng phải có một lần, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Liễu Vân Mạn nhìn thoáng qua ghế salon trong phòng khách, nàng ngây người, không có ai sao. Hạ Thiên vốn đang ngồi trên ghế xem tivi, bây giờ lại không thấy đâu. Chẳng lẽ cậu ấy đi rồi? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái, tivi đã tắt, nàng cầm lấy điện thoại định gọi cho Hạ Thiên nhưng cuối cùng lại buông tay. Khi nàng nhìn thấy thời gian trên điện thoại thì cũng ý thức mình tắm gần cả giờ. Đi cũng tốt. Liễu Vân Mạn thở phào nhẹ nhõm, vất vả lắm nàng mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng bây giờ đối phương lại mất tích, điều này cũng làm nàng sinh ra cảm giác trống trải giống như chưa kịp thích ứng. Điều này không làm nàng cảm thấy quá vui sướng, khác biệt là có chút thất lạc. Sau khi tắt đèn phòng khách thì Liễu Vân Mạn cũng không còn tính toán gì khác, nàng trước tiên cứ đi ngủ rồi nói sau. Liễu Vân Mạn đi vào phòng ngủ mà chợt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã hô lên một tiếng kinh hoàng, trên giường của nàng có một người đang ngủ, đây không phải là Hạ Thiên sao? Liễu Vân Mạn có chút đỡ khóc dở cười, người này thì ra đợi quá lâu nên đi ngủ trước. Liễu Vân Mạn đi đến bên giường và cẩn thận xem xét, nàng xác nhận Hạ Thiên đã ngủ. Nhìn bộ dạng ngủ như trẻ con của đối phương mà trong lòng Liễu Vân Mạn lóe lên một chút nhu tình. Cuối cùng nàng phát hiện ra người đàn ông này cũng không muốn chiếm giữ thân thể mình ngay lập tức, vì nếu không thì hắn đã chẳng ngủ ngay như vậy. Liễu Vân Mạn leo lên giường, nàng chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Sau đó tắt đèn, ánh mắt vẫn mở lớn. Đột nhiên một cánh tay duỗi ra bên cạnh ôm nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của Liễu Vân Mạn chợt run lên khe khẽ, nàng không dãy giụa, lúc này nàng đang đợi mưa gió kéo đến. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện Hạ Thiên ôm mình mà không có động tác gì khác, hắn vẫn hít thở chậm chạp, giống như vẫn đang ngủ. Thì ra chỉ là một hành động vô thức. Liễu Vân Mạn chợt hiểu ra, nhưng đột nhiên nàng chợt ghen tuông. Chẳng lẽ hắn đã sớm quen thói ôm phụ nữ nằm ngủ? Vậy người trước kia là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 120.